Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 30. Dương Diệp bước lên tầng thứ tư, vô số chùm sáng năng lượng bắn mạnh về phía hắn, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, nắm chặt long cốt kiếm trong tay rồi chém mạnh một phát, từ mũi long cốt kiếm có một đường kiếm khí hình cung bắn nhanh ra. Lúc kiếm khí hình cung bay đến chùm tia sáng kia thì chùm sáng năng lượng nhanh chóng bị tiêu tan, tốc độ kiếm khí vẫn không giảm, bay nhanh về phía mấy tên huyền giả ma tộc đang đi đến lối vào của tầng thứ tư. Mấy tên huyền giả ma tộc lập tức kinh hãi, đường kiếm khí của Dương Diệp quá sắc bén, mấy người bọn họ căn bản không thể ngăn cản lại được, cũng may là đúng lúc này Ma Kha lão đại của bọn họ xuất hiện trước mặt bọn họ. Ma Kha nhìn đường kiếm khí đang phóng nhanh về phía mình thì chỉ hừ lạnh một tiếng, nắm chặt thanh minh thần thương đâm mạnh về phía trước, ầm, một tiếng nổ nhỏ vang lên, kiếm khí hình cung của Dương Diệp lập tức tiêu tan trong không trung. Để ta giải quyết hắn. Tất cả cứ đi lên giết mấy tên huyền giả nhân loại phía trên đi. Ma Kha hạ giọng nói, sau đó cầm minh thần thương phóng về phía Dương Diệp, ma khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ trào ra. Dương Diệp thấy mấy tên huyền giả ma tộc tiếp tục truy sát những huyền giả nhân loại phía trên, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, hắn vung tay phải lên, hơn 10 thanh huyền kiếm xuất hiện, trong đầu vừa suy nghĩ, hơn 10 thanh huyền kiếm lập tức biến thành mười mấy tia kiếm quang bắn nhanh về phía mấy tên huyền giả ma tộc ở phía trước. Vì để những người phía sau có thể đi lên trên, kiếm của Dương Diệp đã được vận dụng truy hồn kiếm quyết cộng thêm kiếm ý giết chóc tầng 6 đỉnh phong. Ma Kha thấy thế lại nhíu mày, sau đó cơ thể hắn thoáng động, chuẩn bị đi ngăn cản hơn 10 thanh huyền kiếm kia. Nhưng hắn còn chưa kịp đi thì Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt hắn một cách quỷ dị. Đối thủ của ngươi là ta. Dương Diệp nói xong đã chém thật mạnh về phía Ma Kha. Cút! Ma Kha hét một tiếng. Thanh minh thần thương trong tay giơ lên. Lực lượng quá lớn đến mức cả hai người phải lùi về phía sau mấy bước, Ma Kha đang chuẩn bị ra tay tiếp, đúng lúc đó lại nghe có 10 tiếng kêu thất thanh vang lên. Khi Dương Diệp và Ma Kha nhìn sang, đã thấy đầu của mấy chục tên huyền giả ma tộc bị hơn 10 thanh huyền kiếm của Dương Diệp chém xuống. Ma Kha nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn. Mà lúc này Kế Ngôn Thập và Hy Lạc công tử và hơn 2.000 huyền giả nhân loại đã lên tầng thứ tư. Người của ma tộc và minh tộc cũng đã đến phía sau Ma Kha rồi. Hai bên đang giằng co, bầu không khí căng thẳng, trận đại chiến hết sức gay cấn. Ma Kha, ta đã nói rồi, nên phái thêm nhiều người đi chặn lồi vào này. Hồn U đứng cạnh Ma Kha trầm giọng nói. Tuy phần lớn huyền giả nhân loại không mạnh, nhưng số ít trong đó vẫn là những cường giả huyền giả. Chúng ta vẫn không nên khinh địch. Giờ có nhiều lời cũng vô dụng. Trong mắt Ma Kha chỉ toàn là sát ý, hắn thản nhiên nói. Nợ máu trả máu. Hồn U cúi đầu nói. Nếu đã vậy thì cứ giết đi. Giết. Ma Kha lạnh lùng nói. Giết. Trong mắt Dương Diệp nhanh chóng xuất hiện vẻ hung tàn, sau đó cơ thể phóng nhanh về phía Ma Kha. Giết. Ở đó, mặc kệ là huyền giả nhân loại hay huyền giả ma tộc. Mặc kệ là yêu tộc hay minh tộc, tất cả mọi người chỉ còn lại ý nghĩ muốn giết chóc mà thôi. Hai bên đang giằng co, bầu không khí căng thẳng, trận đại chiến hết sức gay cấn. Ma Kha, ta đã nói rồi, nên phái thêm nhiều người đi chặn lồi vào này. Hồn U đứng cạnh Ma Kha trầm giọng nói. Lực lượng quá lớn đến mức cả hai người phải lùi về phía sau mấy bước, Ma Kha đang chuẩn bị ra tay tiếp, đúng lúc đó lại nghe có 10 tiếng kêu thất thanh vang lên. Khi Dương Diệp và Ma Kha nhìn sang, đã thấy đầu của mấy chục tên huyền giả ma tộc bị hơn 10 thanh huyền kiếm của Dương Diệp chém xuống. Ma Kha nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn. Mà lúc này Kế Ngôn Thập và Hy Lạc công tử và hơn 2.000 huyền giả nhân loại đã lên tầng thứ tư. Người của ma tộc và minh tộc cũng đã đến phía sau Ma Kha rồi. Tuy phần lớn huyền giả nhân loại không mạnh, nhưng số ít trong đó vẫn là những cường giả huyền giả. Chúng ta vẫn không nên khinh địch. Giờ có nhiều lời cũng vô dụng. Trong mắt Ma Kha chỉ toàn là sát ý, hắn thản nhiên nói. Thuận đại chiến bắt đầu. Dương Diệp giữ chân Ma Kha, Kế Ngôn Thập ứng phó với Hồn U, Hy Lạc công tử mang theo những huyền giả nhân loại chiến đấu kịch liệt với huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu. Hy Lạc công tử rất muốn qua trợ giúp cho Dương Diệp và Kế Ngôn Thập, nhưng không thể được. Vì sao à? Vì nếu đội huyền giả nhân loại không có người dẫn đầu thì tình thế sẽ nghiêng về một bên. Trong khi giao chiến với Ma Kha, Dương Diệp thầm cảm thấy bản thân thật may mắn vì sở hữu được Thanh Long Cốt Kiếm.
vì thanh minh thần thương kia của Ma Kha thật sự quá mạnh, đặc biệt khi nằm trong tay của Ma Kha. Nếu trong tay hắn chỉ là một thanh huyền kiếm địa cấp bình thường thì về cơ bản, hắn đã không thể đấu lại thanh minh thần thương cộng thêm thực lực của Ma Kha rồi. Xét về thực lực, hai người có thể xem là sàn sàn như nhau, dù cả hai bên đã bỏ qua phòng ngự, chỉ tập trung dùng huyền bảo tấn công vào đối phương, với phòng ngự của cả hai bên thì cả hai sẽ không thể chết được, cùng lắm là xuất hiện một vết thương mà thôi. Trừ khi là trận chiến sinh tử, cả hai dùng hết tất cả át chủ bài của mình, còn không thì ai cũng không thể làm gì được ai. Quan trọng là, bây giờ chẳng ai muốn lộ cho đối phương biết con át chủ bài của mình cả, cường giả mạnh phía trước còn rất nhiều. Giờ mà để lộ ra át chủ bài, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vậy nên, hai người chiến đấu có chút chán, cả hai đều hiểu đạo lý đó, nhưng giờ họ lại không thể ngừng chiến được. Dần dần, Dương Diệp nhíu mày. Hắn phát hiện Kế Ngôn thập hình như kém hơn Hồn U, bị Hồn U chèn ép. Nếu không nhờ kiếm ý thì chỉ sợ đã sớm thua rồi. Một khi Kế Ngôn thập thua, hai người Hồn U và Ma Kha sẽ phối hợp với nhau để đánh hắn, như thế hắn sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ không thể giống như lúc trước, nếu để Ma Kha và Hồn U có cơ hội hợp sức thì hắn tin rằng, không cần dùng đến át chủ bài cả hai cũng có thể giết chết hắn. Long cốt kiếm và minh thần thương chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ vang trời, Dương Diệp mượn lực lùi về phía sau, sau đó chuyển động cơ thể, phóng đến trước mặt Kế Ngôn thập, tay phải nhẹ đảo, hơn 10 loại phù trường trực tiếp dán lên người Kế Ngôn thập. Kế Ngôn thập tiên sinh sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, vui vẻ nói. Đa tạ. Kế Ngôn thập nói xong thì khẽ quát một tiếng, sau đó trường kiếm trong tay mang theo tàn ảnh bắn nhanh về phía Hồn U. Sau khi có thêm cái loại cực phẩm phù bổ trợ, từ tình thế sắp bại trận, Kế Ngôn thập lập tức vãn hồi cục diện, nhưng cũng không khá hơn là bao. Dù sao thì thực lực của Hồn U và Kế Ngôn thập có cách nhau một chút, có thêm cực phẩm phù thì chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn mà thôi. Dương Diệp thấy Kế Ngôn thập cứu vãn được cục diện thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ma Kha đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, Ma Kha cầm trường thương trên tay nhắm thẳng vào gáy Dương Diệp. Cảm nhận được sát ý từ phía sau, Dương Diệp biến sắc vội rút kiếm quay người đỡ lấy thanh trường thương. Một tiếng đao thương chạm nhau vang lên giữa không trung, năng lượng của nó lớn đến mức khiến cả hai bên phải lùi về sau cả mấy trượng. Có vẻ như người của ngươi sẽ không kiên trì được bao lâu nữa rồi. Ma Kha nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp liếc nhìn xung quanh, hắn lại phát hiện ra thi thể của huyền giả nhân loại càng lúc càng nhiều nên nhanh chóng nhíu mày, trong lòng cũng thầm thở dài. Lấy thực lực của huyền giả nhân loại ra so sánh với ba tộc ma minh yêu thì thật sự là hơi yếu. Tuy số lượng của huyền giả nhân loại nhiều hơn ba tộc rất nhiều nhưng hình như cũng chẳng là gì, nếu không phải có Hy Lạc công tử giữ chân một số cao thủ của ma tộc và minh tộc thì chỉ sợ là huyền giả nhân loại đã thảm bại rồi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này thì, huyền giả nhân loại chắc chắn sẽ thảm bại. Dương Diệp nghĩ xong thì hít sâu một hơi, sau đó trong mắt hiện lên sự hung tàn, tay phải vung lên. 200 thanh huyền kiếm phóng lên cao, hắn bấm tay, nhanh chóng bắn ra U Minh Quỷ Hỏa. Phía trên 200 thanh huyền kiếm lập tức tập trung vào linh hồn của ma tộc và minh tộc, sau đó phóng ra tia điện. Ma Kha thấy cảnh tượng này thì biến sắc, hắn đã thử qua uy lực của kiếm trận kèm theo ngọn lửa huyền bí này rồi, những huyền giả ma tộc kia làm sao mà ngăn lại được chứ? Ma Kha nghĩ xong thì gầm lên một tiếng, vô số ma khí trào ra khỏi cơ thể vừa động. Ma Kha đã đứng trước mặt đám người ma tộc, sau đó hắn há miệng, lập tức. Growl. Từ trong miệng Ma Kha có một sóng âm không thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện, nó phóng đi như một đợt sóng, những nơi sóng âm đi qua, không gian như nổi sóng, khi luồng sóng này gặp phải 200 thanh huyền kiếm của Dương Diệp. Một tiếng nổ như tiếng sấm rền vang khắp bốn tầng, một tầng khí khủng khiếp xuất hiện, những huyền giả trong phạm vi trục trượng gần đó đều bị tầng khí này đánh bay ra ngoài. Sau đó đập mạnh vào bốn vách tường xung quanh. Huyền giả ma tộc may mắn có một cơ thể cường hãn hơn, luồng khí này chỉ có thể làm họ bị thương, nhưng nếu so với bọn họ thì huyền giả nhân loại có vẻ thảm hơn nhiều. Vì sao ư? Vì những huyền giả có năng lực yếu kém đều trực tiếp bị tầng khí này đánh chết. Dương Diệp và Ma Kha vẫn không hề có ý định ngừng cuộc chiến lại. Dưới tầng khí cực mạnh kia, tuy cả hai bị đẩy lùi nhưng lại tập tức phóng về phía đối phương. Cùng lúc đó, một tia kiếm quang chợt lóe lên trong không trung, một quyền ấn huyền khí cũng nhanh chóng xuất hiện. Hai người thoáng tiếp xúc nhau,
lập tức có tiếng nổ ầm ầm phát ra. Khi hai người đang giao chiến kịch liệt ngươi tới ta đi, những huyền giả đứng một bên xem cũng thấy hãi hùng khiếp vía. Vì sao? Vì vào giờ phút này, cả hai đã không thèm dùng đến phòng ngự, bọn họ chỉ tập trung tấn công đối phương, ngươi đâm ta một kiếm, ta trả lại ngươi một thương, dù sao, hiện tại cả hai người cũng không ai có thể giết chết được đối phương, nên thật sự rất khó giải quyết. Dầm! Lại một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp và Ma Kha tách nhau ra, sau đó lại lao vào nhau, nhưng đúng lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Dương Diệp và Ma Kha thấy An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện thì nhíu mày, nhưng hai người không hề dừng việc tấn công, ngược lại cả hai còn tăng nhanh tốc độ. An Nam Tĩnh nhíu mày, trường thương trong tay khẽ di chuyển. Ầm, ầm. Trong không trung, hai âm thanh nặng nề vang lên, Dương Diệp và Ma Kha liên tục lùi về phía sau, còn An Nam Tĩnh thì không hề xê dịch. Sau khi Dương Diệp và Ma Kha nhìn về phía An Nam Tĩnh, sắc mặt bọn họ trở nên nghiêm trọng. Không ngờ nữ tử này có thể tiếp nhận toàn lực công kích của hai người bọn họ, không những thế còn đẩy lùi được cả hai. Phải biết phương và tốc độ của cả hai người không giống nhau, nhất là lực công kích của hai bọn họ, thế mà nữ tử này vẫn đỡ được, thật khủng bố. An Nam Tĩnh nhìn thoáng Dương Diệp và Ma Kha, sau đó trầm giọng nói. Ồn ào quá! An Nam Tĩnh nói xong xoay người đi lên tầng 5, đến trước lối vào của tầng 5 thì An Nam Tĩnh dừng bước, nói. Nơi này lớn như vậy, các ngươi định truy sát toàn bộ huyền giả nhân loại tại đây sai? Nếu đã thế, chẳng lẽ cả ba tộc Ma Minh Yêu muốn bị tiêu diệt toàn đoàn ở đây luôn à? An Nam Tĩnh nói xong đã đi lên tầng 5 không thèm quay đầu nhìn lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ma Kha và Hồn U nghe xong thì sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên lửa giận, nhưng dù giận cũng không dám phát tác ra. Không phải hai người sợ An Nam Tĩnh, mà giờ phút này bọn họ đang chiến đấu với Dương Diệp, An Nam Tĩnh lại trợ giúp cho đám người Dương Diệp. Nếu người kia hợp sức chống lại ba tộc thì chắc chắn sẽ là một tai họa rất lớn. Sau khi cân nhắc hồi lâu, Ma Kha và Hồn U cuối cùng cũng bỏ qua cơ hội tấn công đám người Dương Diệp. Số người của Ma Sê Tê Ộc và Minh Tộc vốn đã rất ít, nên bọn họ không thể chịu nổi bất cứ rằng con nào thêm nữa. Dù cho hai người bọn họ có chiếm được xếp hạng đầu của Tiềm Long Bảng mà người trong tộc chết hết thì cũng chẳng còn mặt mũi trở về đối diện với người trong tộc của mình. Ma Kha lạnh lùng nhìn Dương Diệp và đám huyền giả đứng sau Dương Diệp, sau đó hừ lạnh, hắn dẫn theo huyền giả của ma tộc đi về phía bên kia. Hồn U cũng mang theo người của Minh Tộc đi theo phía sau. Vô số huyền giả nhân loại thấy thế thì nhanh chóng thở phào một hơi. Tuy bọn họ chỉ còn không đến 1.000 người nhưng cuối cùng cũng an toàn rồi. Vô số huyền giả nhân loại cảm nhận được nguồn linh khí nồng đậm của tầng thứ tư thì trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, nếu so với nơi này thì linh khí của tầng 1 đến tầng 3 chỉ đáng xách dép mà thôi. Nếu bọn họ tu luyện ở đây, chắc chắn không bao lâu tất cả bọn họ đều có thể đột phá cảnh giới vương giả, rồi cảnh giới linh giả. Hơn nữa tại tầng thứ tư này, bọn họ còn cảm giác được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang không ngừng tiến vào trong cơ thể của bọn họ, nhưng bọn họ chỉ có thể cảm nhận được nguồn năng lượng này, chứ không thể thấy được. Lúc đầu có người không hiểu, nhưng sau khi được một số người nhắc nhở thì bọn họ mới biết nó được gọi là khí vận. Khí vận là một thứ thần bí khó lường nhất trong thiên địa này, nhìn không thấy, cũng sờ không được, nhưng con người lại có thể cảm nhận được nó. Khí vận không thể làm cho người khác tăng cường thực lực, cũng không giúp người khác cải thiện tư chất. Nhưng nó lại là một thứ cực kỳ quan trọng, còn quan trọng hơn cả tư chất tu luyện của một người. Vì nó có thể giúp cải thiện vận mệnh và vận số của một con người, một tông môn, hay của cả một gia tộc. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến, những người ở đây đều không muốn lãng phí cơ hội, ai đều tự tìm cho mình một chỗ bắt đầu tu luyện, nhưng dù sao mọi người cũng không tu luyện cách nhau quá xa. Ma tộc và Minh tộc vẫn còn trong tháp này, ai biết được đám người đó sẽ bất ngờ tấn công khi nào chứ? Vậy nên, mọi người vẫn tập trung lại một chỗ, đó là cách an toàn nhất. Sau khi Dương Diệp thu hồi U Minh Quỷ Hỏa và kiếm khí, hắn bắt đầu xem xét xung quanh, hắn phát hiện ra tầng thứ tư này thật ra rất lớn, cả tầng 4 chẳng có vật gì ngăn cản, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được tất cả mọi vật xung quanh, không sót một thứ gì. Ở góc tối bên phải, Dương Diệp phát hiện Lạc Tuyết cùng với mấy trăm tên bịt mặt phía sau. Lạc Tuyết và mấy trăm tên bịt mặt kia đang im lặng ngồi tu luyện. Trong trận đại chiến của huyền giả nhân loại với ba tộc Ma Minh Yêu vừa rồi, hắn không hề nhìn thấy bọn họ tham gia.
Sau khi nhìn sơ qua Lạc Tuyết, Dương Diệp tiếp tục xem xét xung quanh. Sau đó hắn nhìn thấy Mạc Khinh Ngữ, Mạc Khinh Ngữ hiện tại đang ngồi xếp bằng trong một góc, trước mặt nàng là một cái vỏ kiếm đang lơ lửng. Sau khi Dương Diệp nhìn thấy Mạc Khinh Ngữ, trong mắt hắn hiện lên sát cơ, nhưng hắn vẫn không hề có ý ra tay. Dương Diệp không nhìn Mạc Khinh Ngữ nữa, hắn chuyển tầm mắt nhìn về phía trung tâm, ở đó có một cái đài hình tròn rất lớn, rộng chừng trăm trượng, ở bên cạnh còn có một tấm bia đá cao mấy trượng. Sau khi nhìn thấy tấm bia đá, trong mắt Dương Diệp lóe lên sự kinh ngạc, hắn đi tới chỗ bia đá, đứng trước bia, hắn chỉ thấy phía trên có khắc từng hàng chữ cứng cáp. Đây chính là bia Tiềm Long. Đúng lúc này, Hy Lạc công tử xuất hiện bên cạnh Dương Diệp nói. Tấm bia đá này chính là bản ghi chép lại toàn bộ lịch sử về các thiên tài siêu cấp của Huyền Giả Đại Lục, người nhìn cái tên thứ ba đi, đó chính là tên của tổ sư Kiếm Tông. Dương Diệp nghe xong thì nhìn lên tấm bia, quả nhiên phía trên đó viết ba chữ to tướng, Tiêu Giao Tử. Tổ sư Kiếm Tông chỉ xếp ở vị trí thứ ba thôi sao? Dương Diệp nhẹ giọng nói một câu, sau đó rời mắt nhìn tên vị trí thứ nhất, chỉ thấy viết ba chữ to tướng, Thanh Loan Phong. Đây chính là vũ thần đời thứ nhất của đại lục Huyền Giả. Hy Lạc công tử đứng bên cạnh trầm giọng nói. Tại mảnh đại tục này, rất ít người biết chuyện về người này, dù sao thì chuyện cũng đã qua quá lâu rồi. Ta chỉ biết ở chiến trường cổ, hắn đã giết chết minh thần cảnh giới thánh giả. Còn về những chuyện khác, ta nghe kể lại rất ít. Vũ thần đời thứ nhất sao? Dương Diệp khẽ nói. Vậy giữa hắn và tổ sư Kiếm Tông, ai mạnh hơn? Hy Lạc công tử nghe xong câu hỏi thì chỉ nói. Ta làm sao biết được, trừ khi hai người họ đến đây giao chiến một trận, nếu không sẽ không có ai biết được bọn họ họ ai mạnh ai yếu được. Dương Diệp lắc đầu cười khẽ, sau đó hắn nhìn về phía vị trí thứ hai trên bảng, Dương Diệp lập tức ngẩn người. Vì ở vị trí này không ghi tên của ai cả, chỉ đề năm chữ là chưa từng sợ thiên hạ. Dương Diệp nghi hoặc nhìn Hy Lạc công tử đứng bên cạnh, mong nhận được lời giải đáp. Hy Lạc công tử lắc đầu nói. Ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không biết người này là ai cả. Theo những điều mà tông môn của ta ghi lại, hơn 2 vạn năm về trước, trên đại lục Huyền Giả xuất hiện một gã cường giả siêu cấp, vị cường giả này rất thần bí, không ai biết tên hắn là gì, chỉ biết hắn luôn có một câu cửa miệng rằng, chưa từng sợ thiên hạ. Thế mà cũng được ghi lên bia Tiềm Long sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Đương nhiên là không. Hy Lạc công tử nói. Hắn từng làm một chuyện rất điên rồ, hắn đã từng ở trên lôi đài của trung vực khiêu chiến toàn bộ cường giả của Huyền Giả Đại Lục. Lúc đó lại là thời điểm đại lục cường thịnh nhất, khắp nơi đều có các tông môn, cường giả như rừng, nhưng hắn vẫn cuồng vọng như thế khiến cho rất nhiều cường giả và các tông môn bất mãn. Sau đó hàng loạt tông môn và cường giả siêu cấp của các thế gia ra mặt, nhưng dù là ai cũng thảm bại trở về. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Tấm bia đá này cũng giống như một cục đá dùng để khảo nghiệm vậy, khảo nghiệm tiềm lực, kỳ dị, thực lực, thiên phú, tư chất của một người, tóm lại là nó khảo nghiệm toàn bộ mọi thứ về một người nào đó. Nếu ngươi đủ thực lực nghịch thiên, ngươi có thể kích hoạt nó, sau đó viết tên mình lên trên đó. Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá, vì suốt 1 vạn năm qua, chỉ có tổ sư Kiếm Tông mới thức tỉnh được nó, sau đó thì không còn ai nữa. Nghe nói nếu đánh thức được nó sẽ nhận được ưu đãi rất lớn, nhưng ưu đãi gì thì ta không biết, nhưng ta khẳng định với người đó chắc hẳn là một vật gì đó, bởi vì sau khi tổ sư Kiếm Tông tỉnh lại đã nói một câu, cũng không tệ lắm. Ưu đãi sao? Mắt Dương Diệp sáng lên, sau đó cười nói. Hy Lạc công tử tiếp tục nói. Hắn vẫn tiếp tục đi khắp đại lục Huyền Giả, tìm đến các cường giả đã ở ẩn không màng sự đời, sau đó quyết chiến đánh bại họ. Đến khi toàn bộ Huyền Giả của Huyền Giả Đại Lục đều không phải là đối thủ của hắn mới thôi. Cuối cùng, hắn đã đến núi Vũ Thần, sau khi ra khỏi núi Vũ Thần, hắn chỉ nói một câu, vua sớm đã được sinh ra từ vạn năm trước rồi. Từ đó về sau, hắn chưa bao giờ xuất hiện ở Huyền Giả Đại Lục, chỉ còn lại lời đồn và câu chuyện về hắn mà thôi. Chưa từng sợ thiên hạ. Dương Diệp thì thào, sau đó cười nói. Giọng điệu thật cuồng vọng, nếu hắn và tổ sư Kiếm Tông, cả vũ thần đời thứ nhất kia nữa, nếu cả ba bọn họ cùng sinh ra trong một niên đại, mọi chuyện đã thú vị biết bao. Ba cao thủ đứng đầu bảng cùng xuất hiện ở một thời điểm, nghĩ thôi cũng đủ kích thích rồi, ha ha ha. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, đại lục không chừng đã bị bọn họ đánh cho chia 5 xẻ 4 rồi,
giống như hai gã cường giả đứng thứ tư và thứ năm đấy. Hai người bọn họ năm đó chỉ vì vị trí đầu bảng mà đánh tan toàn bộ đại lục, nếu ba người kia ở cùng một chỗ thì ta nghĩ đại lục này cũng không đủ để thỏa mãn họ đâu. Hy Lạc công tử cười nói. Dương Diệp cười, sau đó nói. Đúng, vậy làm sao để xếp hạng tên trên này? À, ý ta là làm sao mới có thể khiến tên mình xuất hiện trên đây? Đưa tay đặt lên tấm bia sẽ biết. Hy Lạc công tử đặt tay lên trên tấm bia đá lập tức xuất hiện ánh sáng nhạt, nhưng rất nhanh liền biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Hy Lạc công tử thấy thế thì bĩu môi, thu tay mình lại nói. Tấm bia đá này cũng giống như một cục đá dùng để khảo nghiệm vậy, khảo nghiệm tiềm lực, kỳ dị, thực lực, thiên phú, tư chất của một người, tóm lại là nó khảo nghiệm toàn bộ mọi thứ về một người nào đó. Nếu ngươi đủ thực lực nghịch thiên, ngươi có thể kích hoạt nó, sau đó viết tên mình lên trên đó. Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá, vì suốt một vạn năm qua, chỉ có tổ sư kiếm tông mới thức tỉnh được nó, sau đó thì không còn ai nữa. Nghe nói nếu đánh thức được nó sẽ nhận được ưu đãi rất lớn, nhưng ưu đãi gì thì ta không biết, nhưng ta khẳng định với người đó chắc hẳn là một vật gì đó, bởi vì sau khi tổ sư kiếm tông tỉnh lại đã nói một câu, cũng không tệ lắm. Ưu đãi sao? Mắt Dương Diệp sáng lên, sau đó cười nói. Hy Lạc công tử tiếp tục nói. Hắn vẫn tiếp tục đi khắp đại lục huyền giả, tìm đến các cường giả đã ở ẩn không màng sự đời, sau đó quyết chiến đánh bại họ. Đến khi toàn bộ huyền giả của huyền giả đại lục đều không phải là đối thủ của hắn mới thôi. Cuối cùng, hắn đã đến núi Vũ Thần, sau khi ra khỏi núi Vũ Thần, hắn chỉ nói một câu, vua sớm đã được sinh ra từ vạn năm trước rồi. Từ đó về sau, hắn chưa bao giờ xuất hiện ở huyền giả đại lục, chỉ còn lại lời đồn và câu chuyện về hắn mà thôi. Chưa từng sợ thiên hạ. Nếu đã có ưu đãi, ta cũng muốn thử xem. Hắn nói xong, tay đưa về phía tấm bia đá kia. Vào lúc tay phải Dương Diệp chạm đến bia đá kia, đột nhiên có hơn 10 huyền giả nhân loại từ tầng 3 nhảy tới, chỉ trong chớp mắt lại có mấy chục tên huyền giả nhân loại nhảy tới. Dương Diệp nhíu mày thu tay về, xoay người nhìn mấy chục huyền giả nhân loại này, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn thấy Dương Diệp cùng 1.000 huyền giả nhân loại bình yên vô sự, ba tộc ma minh yêu lại bình tĩnh tu luyện, đám huyền giả nhân loại lập tức vui mừng, sau đó tìm một chỗ ở vị trí bên Dương Diệp, chuẩn bị tu luyện. Vào. Ở nơi đó chợt lóe lên một kiếm quang màu tím, đầu của ba gã huyền giả nhân loại lập tức bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Mọi người ở đó nhất thời kinh sợ, ngay cả trong mắt của huyền giả ba tộc ma minh yêu này cũng là đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì ra tay không phải là ai khác, mà là nhân loại Dương Diệp. Phía xa, Lạc Tuyết mở hai mắt ra liếc nhìn Dương Diệp, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Ma Kha cùng Hồn U cũng liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sâu trong đôi mắt có phần nghiêm trọng. Trong ánh mắt ngạc nhiên cùng không hiểu của mọi người, Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt đám huyền giả nhân loại này, một huyền giả nhân loại dẫn đầu sau khi trấn tĩnh lại, chỉ vào Dương Diệp tức giận nói. Dương Diệp, mọi người đều là giống nhau. Lại là một đường kiếm quang hiện lên, giọng nói của tên huyền giả này lập tức dừng lại. Lập tức huyền giả nhân loại còn lại trong lòng kinh hãi, trong ánh mắt nhìn Dương Diệp tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn họ đều không phải là kẻ ngốc, đại khái biết Dương Diệp tại sao muốn làm như thế. Dương Diệp lạnh lùng nhìn huyền giả nhân loại còn lại, sau đó nói. Ta hiểu các ngươi tham sống sợ chết, các ngươi không tiến lên ta cũng hiểu, dù sao đây cũng là lựa chọn của các ngươi. Nhưng ta không hiểu chúng ta dùng máu tươi chiếm được vùng đất hòa bình, các ngươi lại là muốn tới ngồi mắt ăn bát vàng. Cho nên cho hai người các ngươi lựa chọn hoặc là đi qua ba tộc ma minh yêu bên kia. Hoặc là cút xuống dưới cho ta đếm ba tiếng nếu như các ngươi còn ở đây vậy thì tất cả chết hết đi. Nghe được Dương Diệp nói vậy, sắc mặt của đám huyền giả nhân loại này lập tức hơi khó coi, một tên huyền giả trong đó nặn ra vẻ tươi cười gượng gạo nói. Dương Sư Huynh, chúng ta cũng biết chúng ta có lỗi, nhưng mà... 1. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đối phương cắt đứt lời của đối phương. Nụ cười trên mặt tên huyền giả này lập tức cứng đờ. Hắn đang chuẩn bị nói tiếp nữa, nhưng Dương Diệp đã đếm tiếp. 2. Cùng lúc đó, một luồng kiếm quang mờ nhạt hiện lên trên thanh kiếm xương rồng của Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tên huyền giả này lập tức không dám nói, sau đó không chút do dự xoay người đi xuống phía dưới, mà đám người phía sau hắn hơi sững sờ một lát, xong cũng vội vàng đi theo. Đi xuống phía dưới còn có cơ hội sinh tồn,
nhưng nếu như tiếp tục ở chỗ này vậy thì hoàn toàn sẽ chết chắc. Nhìn thấy đám người kia đi xuống, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, những người này thật sự là một đám rác rưởi, lúc liều mạng không đến, lúc không liều mạng ai nấy đều chạy tới. Có thể ngồi mát ăn bát vàng sao? Dương huynh, tạm như vậy có phải hơi quá hay không? Lúc này, Kế Ngôn Thập ở bên cạnh vẫn im lặng đột nhiên nói. Tuy rằng bọn họ có lỗi, nhưng dù sao cũng là nhân loại, hơn. Nữa nếu như bọn họ gia nhập với chúng ta, thực lực của chúng ta nhất định có thể tăng thêm không ít. Ta tán thành cách làm của Dương Diệp. Lúc này, Hy Lạc công tử nói. Cần những người này làm cái gì? Ngược lại, thực lực kém cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là ngươi xem thử dáng vẻ đức hạnh kia của những người này, lúc bọn họ nên ra sức, mỗi người bọn họ đều im lặng. Chờ sau khi chúng ta đại chiến cùng ba tộc ma minh yêu xong, bọn họ lại điên cuồng chạy tới. Nói thật, lúc đó nếu Dương Diệp không ra tay, ta cũng sẽ ra tay, thứ rác rưởi gì đâu không. Kế Ngôn Thập nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Quả thật trong lòng ta cũng không hề thoải mái, dựa vào cái gì bọn họ tới ngồi mát ăn bát vàng. Tuy nhiên, ta chỉ là cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn còn thế đơn lực bạc, nếu như có nhiều người gia nhập hơn. Vậy thì cho dù nếu cùng ma tộc bọn họ xảy xung đột nữa, chúng ta đây cũng nhiều hơn một vài phần sức mạnh à. Dương Diệp lắc đầu, nói. Có lúc, nhiều người khi cần dùng tới thì tất cả đều không còn. Tuy bây giờ số lượng người của chúng ta chỉ có chừng 1.000, nhưng những người này đều trải qua sinh tử lực chiến mà sống sót. Quan trọng nhất là bọn họ không sợ chết, cho dù lại cùng đám người ma tộc chiến đấu tiếp chúng ta cũng không cần sợ hãi, không may nhất chính là lưỡng bại câu thương mà thôi. Chúng ta có thể liều mạng nhưng bọn họ có thể không? Được rồi. Kế Ngôn Thập xòe tay ra nói. Không nói vấn đề này nữa, thiểu số phục tùng đa số, ta nghe các ngươi. Bây giờ, chúng ta phải làm cái gì? Đương nhiên là tu luyện. Hy Lạc công tử liếc Kế Ngôn Thập nói. Cơ hội này quả thật khó có được, bây giờ không tu luyện sau này sẽ không có cơ hội này đâu. Dù sao ta là muốn ở nơi này một lần hành động đột phá đến cảnh giới linh giả. Hơn nữa số mệnh. Đây cũng tương đối nhiều, có thể hấp thu nhiều một chút thì hấp thu nhiều một chút. Chúng ta không lên tầng thứ 5 kia sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Trước đó hắn quả thật nhìn thấy An Nam Tĩnh kia đi tới tầng 5, linh khí tầng thứ 4 đã nồng đậm như vậy, như thế chắc chắn tầng thứ 5 sẽ càng thêm kinh khủng hơn tầng thứ 4, đi tới tầng thứ 5 tu luyện, tuyệt đối là tốt hơn tầng thứ 4. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp. Tầng thứ 5. Hy Lạc công tử liếc mắt, nói. Ngươi thật sự không biết hay là vẫn không biết? Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Hy Lạc công tử hít một tiếng, nói. Ngươi biết vì sao Ma Kha cùng Hồn U, còn có đám người Lạc Tuyết đó không lên tầng thứ 5 không? Cái này thì ta thật sự không biết. Dương Diệp thành thật nói. Bởi vì bọn họ căn bản không thể đi lên. Hy Lạc công tử nói. Ngươi thấy không, lối vào của tầng thứ 5 này có một màn hào quang năng lượng mỏng, màn hào quang này khủng khiếp tới mức nào ngươi biết không? Nói như vậy đi, cho dù cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong cũng không mở ra được. Không đúng, chính xác là cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cũng phá không được đâu. Vậy vì sao nàng kia có thể đi lên? Dương Diệp không hiểu. Bởi vì nàng là vũ thần. Hy Lạc công tử nói. Hơn nữa nàng còn nắm giữ liệt thiên thương, lấy thực lực của nàng, cộng thêm liệt thiên thương muốn phá vỡ màn hào quang năng lượng cũng không phải chuyện gì khó. Đối với nàng không phải là chuyện gì khó, nhưng đối với chúng ta, ha ha. Dương Diệp nghe vậy lại liếc mắt nhìn màn hào quang năng lượng ở chỗ lối vào của tầng thứ 5, sau khi nhìn một hồi, hắn thu hồi ánh mắt, lập tức tìm một chỗ ngồi xếp bằng. Bây giờ hắn chủ yếu là cần nhanh chóng nâng cao thực lực chính mình. Sau đó chiếm vị trí nho nhỏ trên tiềm long bảng. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể thu được số mệnh gia tăng, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể chuyển số mệnh lên người hiểu vũ tịch. Năng lượng tầng thứ 4 thật sự rất đầy đủ, nồng đậm gần như đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Vòng xoáy vận chuyển, năng lượng xung quanh Dương Diệp lập tức dao động, tiếp đó thân thể Dương Diệp giống như một vòng xoáy, linh khí đất trời xung quanh điên cuồng vọt vào trong cơ thể Dương Diệp, sau khi qua một trận luyện hóa, rửa sạch những năng lượng đất trời cuối cùng hóa thành từng sợi huyền khí màu tím chảy vào trong vòng xoáy của Dương Diệp. Dương Diệp không hiểu. Bởi vì nàng là vũ thần. Hy Lạc công tử nói. Hy Lạc công tử nói. Ngươi thấy không,
lối vào của tầng thứ 5 này có một màn hào quang năng lượng mỏng, màn hào quang này khủng khiếp tới mức nào ngươi biết không? Nói như vậy đi, cho dù cường giả cảnh giới linh giả đỉnh phong cũng không mở ra được. Không đúng, chính xác là cho dù là cường giả cảnh giới tôn giả cũng phá không được đâu. Vậy vì sao nàng kia có thể đi lên? Nhìn thấy Dương Diệp tu luyện, vô số người ở nơi đó kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là Hy Lạc công tử kia, hai mắt mở thật to, hoàn toàn nhìn Dương Diệp như nhìn quái vật, một lát sau hắn nuốt nước bọt nói. Công pháp của hắn là thiên cấp thượng phẩm sao? Không ngờ lại kinh khủng như vậy. Kế Ngôn Thập ở bên cạnh gật đầu đồng ý nói. Quả thật rất khủng khiếp. Ma Kha cùng đám người hồn u cũng nhìn về phía Dương Diệp bên này, khi thấy phương thức tu luyện của Dương Diệp, hai người đều nheo mắt lại. Bởi vì điều này cũng quá không bình thường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được vẻ nghiêm trọng từ trong mắt của đối phương. Chẳng bao lâu, Dương Diệp nhíu chặt chân mày, bởi vì hắn phát hiện ra linh khí đất trời xung quanh hắn đã bị hắn hấp thu hết. Hắn quay đầu lại nhìn ra bốn phía xung quanh, phát hiện người xung quanh cũng đang nhìn hắn, trong mắt tất cả đều có vẻ oán hận. Dương Diệp cười ngược, sau đó tại vội vàng đổi sang một chỗ khác, nhu cầu lượng nguyên khí của vòng xoáy là cực lớn, đặc biệt còn phải chuyển đổi thành huyền khí màu tím, quá trình này càng lãng phí không biết bao nhiêu linh khí. Cho nên, tuy hắn hấp thu nhiều hơn so với người khác, nhưng thật sự có thể dùng được lại tương đối ít. Đương nhiên, sở dĩ nhu cầu nhiều linh khí thiên địa như vậy là bởi vì hắn cảm giác được mình sắp đột phá. Bởi vì huyền khí trong vòng xoáy này đang bắt đầu lột xác, đúng vậy, huyền khí màu tím nhạt này đang bắt đầu không ngừng nén mình, đây là một quá trình lột xác, là phải cần rất nhiều huyền khí tới chống đỡ. Thật ra không chỉ có Dương Diệp, rất nhiều huyền giả ở đây cũng bắt đầu muốn đột phá. Tất cả mọi người ở đó phần lớn đều cảnh giới vương giả đỉnh phong, cách cảnh giới linh giả đều chỉ còn một bước. Bây giờ ở nơi linh khí này cực kỳ tinh thuần cùng nồng đậm tu luyện, muốn đột phá đương nhiên là chuyện rất bình thường. Nhưng, lúc này vấn đề lớn lại tới. Đó chính là mọi người đều đang điên cuồng hấp thu linh khí, sau đó linh khí đất trời bên trong tầng 3 rất nhanh đã không đủ nữa. Sau đó, trong ánh mắt của hai bên nhân loại cùng ba tộc ma minh yêu, lại xuất hiện sát ý cùng ánh sáng lạnh. Nhất thời hòa bình, không có nghĩa là vẫn mãi mãi hòa bình. Giống như bây giờ, số lượng người quá nhiều linh khí đất trời không đủ, hơn nữa nhân loại cùng ba tộc ma minh yêu vốn là đối đầu, hai bên đương nhiên sẽ nổi lên sát tâm với đối phương. Dù sao ít một người, mọi người có thể nhiều thêm một phần linh khí, nhiều hơn chút linh khí dĩ nhiên là nhiều thêm cơ hội thăng cấp thành linh giả. Chỉ có điều hai bên cũng biết, một khi liều mạng, cho dù một bên của mình thắng lợi, vậy tuyệt đối cũng là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Nhưng, cứ cho đối phương hấp thu linh khí như vậy, hai bên cũng không cam lòng, đặc biệt là ba tộc ma minh yêu. Để cho nhân loại ở trước mặt bọn họ tự do tu luyện, chuyện này đối với bọn họ mà nói đã là một sự sỉ nhục. Cho nên, một ít huyền giả ma tộc cùng huyền giả minh tộc đã phát động huyền khí chuẩn bị ra tay. Dương Diệp mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên đi tới chính giữa nhìn huyền giả của ba tộc ma minh yêu sau đó nói. Muốn ra tay sao? Có thể, tuy nhiên ta muốn nói một câu. Đó chính là, ta không thể bảo đảm phía bên chúng ta có thể thắng, thậm chí ta cảm thấy phía bên chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng ta có thể bảo đảm một chuyện đó chính là ba tộc các ngươi không có người nào có thể bình yên trở về. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Cổ tay Ma Kha thoáng động. Minh thần thương nhanh chóng hiện ra, trên thân thương thoáng hiện ra ma khí. Phải. Dương Diệp nhìn thẳng đối phương, nói. Ngươi không tin thì cứ thử đi, xem ta có thể làm được hay không. Ngươi có tin ta sẽ giết chết ngươi ngay lập tức hay không? Ma Kha híp mắt, sát ý trong mắt tuôn ra, ma khí càng lúc càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn bao phủ trên người Ma Kha. Không tin. Ngươi nói chuyện không phải là Dương Diệp. Một bóng đen quỷ dị xuất hiện phía sau Dương Diệp. Ngay lập tức, hai người, ba người, 108 bóng người đã xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp. Đang trong lúc mọi người chấn động, ngoại trừ 10 bóng đen bên cạnh Dương Diệp ra, tất cả bóng đen còn lại lập tức biến mất giống như từ nãy đến giờ chưa từng xuất hiện qua. Tiềm Long Tháp này là thánh địa tu luyện cực tốt, Dương Diệp tất nhiên sẽ không để cho những huynh đệ này của hắn không tiến vào, thật ra lúc đầu những người này đã tiến vào. Chẳng qua Dương Diệp cũng không để cho bọn họ ra tay, bởi vì hắn không muốn những người này có bất kỳ tổn thất nào.
nhưng bây giờ hắn không thể không làm cho những người này đi ra trấn áp huyền giả của ba tộc ma minh yêu. Nếu không một khi bắt đầu ra tay, huyền giả nhân loại phía sau hắn thật sự sẽ giữ nhiều lành ít. Những người này tin tưởng hắn, theo hắn, vậy hắn có nghĩa vụ cố hết năng lực của mình để cho những người này sống sót. Vào giờ phút này, sắc mặt của Ma Kha cùng Hồn U, còn có rất nhiều huyền giả phía sau bọn họ đều nghiêm trọng. Nếu như đơn thuần chỉ là đối mặt với những huyền giả nhân loại kia, bọn họ là thật sự hoàn toàn không ngại, nhưng nếu như đang lúc cùng huyền giả nhân loại giao chiến, những sát thủ thần bí này đột nhiên từ phía sau đâm tới một kiếm. Bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy năng lực của những sát thủ này, cho dù là với thân thể của bọn họ cũng đều bị những sát thủ này dễ dàng mổ ra, bọn họ có thể không kiêng kỵ hay sao? Lấy thực lực của Ma Kha cùng Hồn U, bọn họ đương nhiên không e ngại những sát thủ này, nhưng bọn họ biết, nếu như hai bên chiến đấu, huyền giả nhân loại có những sát thủ này trợ giúp, vậy thì tộc nhân của bọn họ lại thật sự gặp nguy hiểm. Câu nói của Dương Diệp, tộc nhân của bọn họ không có bất kỳ một người nào có thể bình yên trở về, thật sự không phải là nói khoác đâu. Ngươi nên biết, mọi người đều ở trong Na Âm, nếu tiếp tục như vậy thì linh khí của tầng thứ tư này sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Ma Kha trầm giọng nói. Dương Diệp nghe vậy tại im lặng, quả thật, ở nơi đây đều là thiên tài trong thiên tài, tất cả mọi người muốn đột phá cảnh giới vương giả, đạt được cảnh giới linh giả. Cũng chính vì vậy, linh khí mà mọi người hấp thu là cực lớn, điều này cũng đưa đến linh khí đất trời ở đây không đủ. Đạo lý này Dương Diệp cũng hiểu rõ, nhưng bất đắc dĩ là hắn cũng không có biện pháp gì. Hy sinh huyền giả nhân loại, hắn đương nhiên sẽ không làm, nhưng giết chết ba tộc ma minh yêu, thực lực lại không đủ, cho nên lúc này Dương Diệp cũng gặp khó khăn. Ngược lại ta có một cách. Lúc này, Lạc Tuyết chậm rãi đi tới, sau lưng hắn có hơn 500 người bịt mặt. Biện pháp gì? Ma Kha trầm giọng hỏi. Khôn sống mống chết. Lạc Tuyết mỉm cười, nói. Bất kể là nhân loại, hay là ma tộc thậm chí là minh tộc, ở nơi đây người có nào thực lực thì ở lại. Về phần người không có thực lực, ha ha, trở lại dưới táng ba đi, cho dù linh khí của tầng ba không bằng ở đây, nhưng ai bảo thực lực bọn họ không đủ. Các ngươi thì sao? Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy hai bên có thể đuổi tận giết tuyệt đối phương vậy thì các ngươi ra tay đi. Thế nào là khôn sống mống chết? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên là cường giả ở lại, người yếu rời đi. Lạc Tuyết nói. Ta tính toán linh khí ở đây nhiều nhất chỉ có thể chứa chấp 500 người hấp thu khoảng 3 ngày, cũng chính là mỗi một phe của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể có 100 người ở lại đây. Những người còn lại có thể đi xuống dưới tầng thứ 3. Đương nhiên, vì để không tổn thương hòa khí, từng người trong đội ai đi ai ở là do mỗi người các ngươi quyết định. Tất cả mọi người sở đó đều im lặng. Dương Diệp dẫn đầu nói. Ta đồng ý. Ma Kha cùng Hồn U liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Lạc Tuyết, sau đó cũng đầu. Thấy Dương Diệp cùng Ma Kha còn có Hồn U đều đồng ý, Lạc Tuyết mỉm cười, sau đó xoay người liếc mắt nhìn những người ở sau lưng hắn. Người ở sau lưng hắn thì lễ với hắn một cái, sau đó thân hình thoáng động, chỉ trong chớp mắt chỉ còn lại có 100 người bịt mặt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp cùng Ma Kha còn có Hồn U đều nghiêm trọng, cho dù thực lực của đám người Lạc Tuyết kia phía sau không mạnh, nhưng tốc độ này của đối phương còn có sự tôn kính đối với Lạc Tuyết kia lại khiến cho ba người Dương Diệp cùng Ma Kha còn có Hồn U càng thêm tò mò về thân phận của Lạc Tuyết này. Rốt cuộc là thân phận gì, mới có thể có một đám tùy tùng bảo gì nghe nấy như vậy chứ? Ma Kha cũng xoay người liếc mắt nhìn đám người ma tộc, huyền giả của ma tộc cũng không làm mất mặt hắn, không cần hắn điểm danh. Huyền giả thực lực yếu đã tự mình đi xuống dưới tầng 3. Minh tộc cũng giống như vậy. Đến lúc tới bên Dương Diệp chỉ có cười gượng bởi vì huyền giả nhân loại bên này của hắn không có người nào chủ động đứng ra. Sở dĩ những huyền giả nhân loại này theo hắn là bởi vì hắn có thể dẫn theo bọn họ thu được lợi ích, nhưng bây giờ người người đều ích kỷ, có thể đứng ở chỗ này đều là do bọn họ dùng máu tươi cùng tính mạng mới có được, nếu phải để bọn họ đi xuống nhường cơ hội lại cho người khác. Làm sao bọn họ bằng lòng? Nhìn huyền giả nhân loại vẫn không nhúc nhích, lập tức trên mặt ba tộc ma minh yêu ở một bên lộ ra vẻ châm chọc, lập tức nhìn ngược lại Dương Diệp như muốn xem trò hay, nhìn xem hắn xử lý như thế nào. Nhìn mọi người, Dương Diệp nói. Ta biết tất cả mọi người không muốn xuống, ta cũng hiểu, dù sao đây là do mọi người quên mình đổi lấy. Ta cũng không có tư cách ép buộc bất cứ người nào trong số các ngươi đi xuống, cho nên ta quyết định bản thân ta sẽ đi xuống.
bị ép bằng lòng theo ta đi xuống thì đi theo ta, không muốn đi thì ta tuyệt đối không bắt buộc. Dương Diệp nói dứt lời lại chậm rãi đi xuống tầng thứ ba. Theo sát bên cạnh hắn là Trương Liễu, Dạ Vẫn cùng một đám người huyền giả Nam Vực. Dương Diệp đương nhiên không muốn đi xuống, nhưng hắn không thể không xuống, bởi vì nếu như một khi hắn cưỡng chế huyền giả nhân loại xuống nhất định sẽ tạo thành nội loạn, đến lúc đó đám người bọn họ sẽ thật sự kết thúc. Dù sao bên cạnh vẫn còn có ba tộc ma Minh Yêu. Nếu như là một mình hắn đương nhiên sẽ không e ngại những thứ này, nhưng không có cách nào lúc này phía sau hắn còn có hơn 100 huyền giả Nam Vực. Hy Lạc công tử cùng Kế Ngôn Thập đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng đi theo phía sau Dương Diệp. Nhìn thấy đám người Dương Diệp lại muốn đi xuống, đám huyền giả nhân loại còn lại kia lập tức luống cuống, phải biết rằng sở dĩ bọn họ có thể đứng ở chỗ này, ngoại trừ bởi vì bọn họ liều mạng ra, còn bởi vì có ba người Dương Diệp dẫn đầu. Nếu như không có ba người này dẫn đầu, vậy thì cho dù số lượng người của bọn họ có nhiều gấp đôi cũng chỉ là vô nghĩa. Khi những người ở đây muốn mở miệng nói, lúc này lại có một tiếng cười vang lên. Nếu bọn họ muốn đi thì cứ để bọn họ đi đi, cần gì phải giữ lại. Không phải các người chỉ thiếu một người dẫn đầu sao? Theo ta là được. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước, nhìn về phía người nói chuyện, khi nhìn thấy người tới trong mắt Dương Diệp chợt lóe ra ánh sáng lạnh. Người này chính là Mục Quân. Mục Quân đi tới trước mặt những huyền giả nhân loại còn lại, sau đó nói. Lấy thực lực của ta để dẫn theo các ngươi sinh tồn ở nơi này vẫn không có vấn đề. Đương nhiên, nếu có ai bằng lòng theo hắn đi xuống ta tuyệt không ngăn cản. Nghe vậy, những huyền giả nhân loại ở đó tập tức im lặng, rõ ràng bọn họ thầm chấp nhận. Cho dù làm như vậy là có lỗi với Dương Diệp, nhưng bọn họ thật sự không muốn bỏ qua cơ hội tu luyện ngàn năm có một lần này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người của ba tộc ma Minh Yêu tập tức nhìn Dương Diệp lộ ra vẻ trêu chọc. Mục Quân liếc mắt nhìn Dương Diệp, mỉm cười, sau đó lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ giống như nói, không thể trách hắn về chuyện ở đây được. Dương Diệp không tức giận, chẳng qua chỉ mỉm cười, hắn liếc mắt nhìn người phía sau Mục Quân nói. Vốn chúng ta là người một nhà, vì người của mình ta có thể hy sinh lợi ích của mình. Nhưng đáng tiếc, các ngươi lựa chọn làm kẻ địch của ta cho nên. Dương Diệp nói đến đây lại mỉm cười, sau đó nói. Cho nên, 100 huynh đệ theo sau ta sẽ không xuống nữa. Dương Diệp dứt lời đồng thời nhìn thoáng qua Mục Quân, sau đó dẫn theo người phía sau đi sang bên cạnh. Bầu không khí ở đó tức trở nên lạ lùng. Dương Diệp và người phía sau hắn không đi xuống, huyền giả nhân loại có mặt đã vượt quá số lượng cho phép, đương nhiên ba tộc ma, Minh, Yêu sẽ không bằng lòng. Có điều bây giờ cũng có một vấn đề bày ra trước mắt bọn họ, đó chính là nếu muốn đuổi thì là đuổi nhóm người Dương Diệp, hay là đuổi nhóm người Mục Quân đây. Chẳng bao lâu, đám người Ma Kha đã dừng mắt lại trên người Mục Quân. Tuy người bên phía Mục Quân tương đối nhiều nhưng chỉ có Mục Quân có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hai người bọn họ. Mà Mục Quân cũng chỉ có lẻ loi một mình. Trái lại, bên phía Dương Diệp còn có Hy Lạc công tử cùng với Kế Ngôn Thập, quan trọng nhất là Dương Diệp còn có một đám sát thủ đang làm le xung quanh. Thấy Ma Kha và Hồn U cùng nhìn về phía mình, Mục Quân xa sầm mặt lại, hắn ta không ngờ Dương Diệp lại lấy chiêu này ra. Lúc trước, sở dĩ hắn ta đứng ra. Ngoại trừ muốn hãm hại Dương Diệp còn là vì những huyền giả nhân loại sau lưng kia lại rất khá, dù sao bọn họ cũng đã trải qua chém giết tàn khốc mà vẫn sống sót được. Nếu như vừa có thể hãm hại Dương Diệp lại có thể thu phục được những người này cho mình sử dụng, vậy thì hắn ta đương nhiên sẽ vô cùng vui lòng thực hiện rồi. Bởi vậy hắn ta mới đứng ra. Chỉ có điều, bây giờ chính hắn ta đã tự đào một chỗ chôn hãm hại chính mình. Chiến đấu sao, đó là điều tuyệt đối không thể nào làm được. Đương nhiên hắn ta sẽ không vì những người phía sau này mà liều chết với đám người Ma Kha và Hồn U, mạng của hắn ta quý giá lắm. Nếu đã không thể chiến vậy thì chỉ còn lại một con đường. Nhưng đúng lúc này, Mạc Khinh Ngữ lại đột nhiên đi tới bên cạnh Mục Quân, Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó liếc nhìn Ma Kha và Hồn U, cuối cùng mới nhìn Mục Quân, nói. Liên minh chứ? Mục Quân nghe vậy thì vui vẻ nói. Đương nhiên. Hắn ta không muốn đơn độc đối đầu với Ma Kha và Hồn U thì, nhưng nếu như cộng thêm vị kiếm hoàng này thì lại khác. Cũng tức là nói, lúc này đây thực lực của bọn họ đã không kém bất kỳ bên nào có mặt ở đây. Quả nhiên sắc mặt của hai người Ma Kha và Hồn U trầm xuống, nếu như chỉ đối đầu với một mình Mục Quân,
muốn tiêu diệt Mục Quân và đám huyền giả nhân loại phía sau hắn ta không phải là việc gì khó. Nhưng bây giờ có thêm Mạc Khinh Ngữ này thì không đơn giản như vậy nữa. Ngươi không nên liên minh với hắn. Lúc này Dương Diệp cất giọng nói lạnh như băng lên, lập tức một kiếm khí màu tím bắn về phía Mạc Khinh Ngữ với tốc độ cực nhanh. Vốn dĩ Dương Diệp không muốn ra tay vào lúc này, thế nhưng hắn không còn cách nào khác. Mạc Khinh Ngữ này phách lối khiến hắn thật sự vô cùng khó chịu. Nếu đã khó chịu thì vẫn nên giết chết là tốt hơn, dù sao cũng phải giết, giết sớm thì vẫn là tốt nhất. Nhìn thấy kiếm khí đến nhanh như phóng điện, trong mắt Mạc Khinh Ngữ lóe lên vẻ khinh thường, thi triển kiếm khí trước mặt nàng ta. Chỉ số thông minh của Dương Diệp càng ngày càng thấp sao. Nhưng đúng lúc này, con người của Mạc Khinh Ngữ chợt co rút lại, bởi vì Dương Diệp vốn đứng đằng xa lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó hóa thành một đường màu đen bắn về phía nàng ta với tốc độ cực nhanh. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức trong nháy mắt đã vượt qua đường kiếm khí mà Dương Diệp vừa thi triển, sau đó một mũi kiếm hiện lên kiếm quang đột nhiên vọt tới cổ họng nàng ta. Trong lòng Mạc Khinh Ngữ thầm cả kinh, tốc độ của Dương Diệp đã trở nên nhanh như vậy từ lúc nào vậy? Nhanh đến mức nàng ta đã lĩnh ngộ ý cảnh của Phong cũng không kịp nhìn rõ quỹ tích của hắn nữa. Tuy khiếp sợ nhưng phản ứng của Mạc Khinh Ngữ lại không hề chậm, nàng nhón đầu chân phải một cái. Một cơn lốc xoáy màu xanh đột nhiên hiện lên từ bàn chân, tức thì Mạc Khinh Ngữ mang theo từng tàn ảnh đột nhiên xuất hiện cách đó mười mấy trượng. Tại chỗ đứng bàn nãy của Mạc Khinh Ngữ, Dương Diệp xoay cổ tay một cái, long cốt kiếm trong tay mang theo từng tàn ảnh nhắm thẳng vào Mạc Khinh Ngữ, nói. Đây chính là cái gọi là kiếm hoàng sao? Nếu như kiếm hoàng ngày xưa mà biết được kiếm hoàng hiện giờ lại rác rưởi như vậy, không biết có mất mặt đến mức phải sống lại từ trong quan tài hay không? Nghe vậy. Sát khí trong mắt Mạc Khinh Ngữ thoáng hiện, nhưng lúc này Dương Diệp lại mạnh mẽ lao về phía nàng ta một lần nữa. Nếu ngươi đã muốn chết vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mạc Khinh Ngữ thét lên một tiếng, bàn tay ngọc khẽ nhúc nhích, vi vi ỏ thanh kiếm cổ lơ lửng trước người nàng ta, mũi vỏ thanh kiếm cổ nhắm thẳng vào Dương Diệp, tức thì, Mạc Khinh Ngữ tại thét to lần nữa. Thuấn sát nhất kiếm. Nàng vừa nói dứt lời, vỏ thanh kiếm cổ hóa thành một đường kiếm quang tạo ra nhanh như điện. Tốc độ cực kỳ nhanh khiến Ma Kha và Hồn U ở bên cạnh biến sắc, ngay cả trong mắt Lạc Tuyết cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vỏ thanh kiếm cổ tập tức đâm vào bụng của Dương Diệp, sau đó dễ dàng phá rách lớp da của hắn và bắn thẳng vào cơ thể hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Mạc Khinh Ngữ bất giác hiện ra vẻ vui mừng. Nhưng đúng lúc này, dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, vỏ thanh kiếm cổ đột nhiên tự ngưng lại, sau đó hóa thành một đường kiếm quang rút ra khỏi bụng Dương Diệp. Sau đó tại hóa thành một nữ tử xuất hiện ở đó. Kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ kinh hãi nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và kinh ngạc, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt. Trong lòng Dương Diệp cũng thầm giật mình, hắn biết kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ trước mắt này đã phát hiện ra sự tồn tại của vòng xoáy. Nghĩ vậy, sâu trong mắt Dương Diệp hiện lên sát ý lạnh như băng, chuyện vòng xoáy có liên quan hệ trọng. Nếu như bị người khác biết được, cho dù Dương Diệp hắn có 10 cái mạng cũng không đủ để chết đâu. Dương Diệp vừa nghĩ đến đây bèn chuẩn bị ra tay, kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ lại đột nhiên nói. Không thể nào, nó làm sao có thể xuất hiện ở trên người người được. Không thể nào đâu. Dương Diệp nghe vậy lại nhíu mày, kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ trước mắt này biết về lai lịch của vòng xoáy sao? Nếu không, đối phương làm sao lại xuất hiện biểu cảm này? Mà rốt cuộc vòng xoáy là cái gì mà lại có thể khiến cho kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ này cũng phải bối rối tới như vậy? Một loạt các nghi vấn không ngừng hiện lên ở trong đầu của Dương Diệp, nhưng hắn không hề có một đáp án nào. Một lát sau kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ đã bình tĩnh hơn nhiều, nàng xoay người nhìn về phía Mạc Khinh Ngữ, trong mắt có sự phức tạp, nói. Khinh Ngữ, xin lỗi, ta không có cách nào tiếp tục đi cùng nàng được nữa. Bởi vì ta phát hiện hàng không hề thích hợp trở thành kiếm hoàng thì phải do hoàng giả trong kiếm đảm nhận trách nhiệm. Mọi người có mặt ở đó vừa nghe nàng nói vậy lại một lần nữa sửng sốt. Nàng ấy nói vậy là có ý gì? Vỏ thanh kiếm cổ muốn từ bỏ chủ nhân của mình sao? Không, chắc là Hư Hạc Khinh Ngữ sắp bị nàng từ bỏ rồi. Kiếm hoàng bị vỏ thanh kiếm cổ từ bỏ sao? Trong lịch sử đại lục huyền giả này, đây chính là chuyện chưa từng xuất hiện đâu. Mạc Khinh Ngữ hơi ngẩn người, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng không ngờ lại bị vỏ thanh kiếm cổ từ bỏ.
Chuyện này tuyệt đối là một tiếng sét giữa trời quỳ căng, là một sự nhục nhã tới cực điểm đối với nàng ta. Nhưng kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ lại không nhìn nàng ta, xoay người đi về phía Dương Diệp, nói. Vì nó, kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ nói. Chỉ có điều cũng không hẳn là vì nó, dù sao ngươi cũng thích hợp trở thành kiếm hoàng hơn, chỉ là giữa chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội mà thôi. Dương Diệp nghe vậy lại hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta biết ngươi có chút thành kiến đối với ta, thế nhưng trên con đường tương lai, nếu ngươi có ta giúp đỡ thì nhất định có thể trở thành tuyệt thế kiếm khách vượt qua cả tổ sư của kiếm tông ngày xưa. Bởi vì ta có kiếm kỹ và sự thừa truyền tâm đắc cùng với lĩnh ngộ kiếm đạo của tất cả các kiếm hoàng trong lịch sử Nam Vực. Ngươi muốn chọn ta sao? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ khẽ gật đầu, nói. Ngươi có tư cách này, hơn nữa còn có thực lực. Ngươi không cần phải nhờ tới thực lực của ta, bởi vì trước đây tổ sư kiếm tông chưa từng nhờ tới thực lực của ta, ông ấy bằng lòng cho ta đi theo, chỉ bởi vì ông ấy cần kiếm kỹ và những thừa truyền tâm đắc của các kiếm hoàng đi trước mà thôi. Dương Diệp nghe vậy lại nhất thời có chút động lòng, bởi vì thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là kiếm kỹ và kiến thức trong phương diện kiếm đạo, nếu có thể có được kiếm kỹ của các kiếm hoàng đi trước cùng với những truyền thừa tâm đắc và cảm ngộ đối với kiếm đạo. Vậy thì không thể nghi ngờ gì, chính là một chuyện cực tốt đối với hắn. Chỉ có điều Dương Diệp vẫn có chút không yên lòng về kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ này. Vì sao ngươi lại lựa chọn ta? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Vì nó, kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ nói. Chỉ có điều cũng không hẳn là vì nó, dù sao ngươi cũng thích hợp trở thành kiếm hoàng hơn, chỉ là giữa chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội mà thôi. Dương Diệp nghe vậy lại hít sâu một hơi, sau đó nói. Nếu đã như vậy thì tùy theo ý muốn của ngươi đi. Hắn thật sự không muốn từ bỏ kiếm kỹ và kiếm đạo thừa truyền của các kiếm hoàng đi trước. Đây là một cơ hội cho hắn, một cơ hội tuyệt vời để nhanh chóng trở thành cường giả kiếm đạo. Hắn thật sự không muốn từ bỏ. Dù cho lúc này hắn không thích kiếm kinh của vỏ thanh kiếm cổ này, cũng vậy. Nghe Dương Diệp nói vậy, kiếm kinh của vỏ thanh kiếm cổ mừng rỡ, sau đó hóa thành vỏ thanh kiếm cổ lơ lửng trước mặt Dương Diệp. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người Ma Kha và Hồn U cực kỳ khó coi. Thực lực của Dương Diệp vốn đã lớn mạnh, bây giờ hắn lại có được vỏ thanh kiếm cổ, trở thành kiếm hoàng mới, không thể nghi ngờ đây chính là hổ mọc thêm cánh, bọn họ muốn tiêu diệt hắn lại càng khó hơn. Đương nhiên, người có sắc mặt khó coi hơn chính là Mạc Khinh Ngữ, nàng ta bị vỏ thanh kiếm cổ từ bỏ, hơn nữa đối phương còn lựa chọn kẻ địch không đội trời chung của nàng ta, bảo nàng ta tiếp nhận chuyện này thế nào được. Á! Một tiếng gào thét giận dữ không thể kiểm soát được vang vọng lên ở đó, một cơn lốc xoáy màu xanh lập tức bao phủ lấy Mạc Khinh Ngữ. Cùng lúc đó ở xung quanh có năng lượng màu xanh của gần 1000 thanh kiếm khí đột nhiên hiện lên. Dương Diệp, không giết ngươi Mạc Khinh Ngữ ta thể không làm người. Một giọng nói đầy hung dữ truyền ra từ trong cơn lốc xoáy này. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, lộ ra nụ cười xem thường, đây là chó cùng rút dậu rồi sao? Hắn không để ý đến Mạc Khinh Ngữ, chỉ thò tay ra nắm chặt vỏ kiếm cô trong tay, khi nằm vào trong tay chợt cảm thấy lạnh lẽo, nhìn kỹ lại hắn mới phát hiện trên thân vỏ kiếm cổ này giống như có vẽ vài vết tích màu đen giống như tia chớp xẹt qua, ngoài việc đó ra vỏ kiếm cổ này cũng không có chỗ nào khác lạ. Thấy Dương Diệp không nhìn mình, sắc mặt bị khí kiếm vây quanh của Mạc Khinh Ngữ càng thêm dữ tợn, kiếm ý tầng 8 thi triển đến đỉnh phong, ý cảnh phong tầng tâm cũng thi triển đến đỉnh phong, dưới sự gia tăng của hai thứ kia, gió xoáy màu xanh xung quanh nàng xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng tự nhiên hình thành một trận gió lốc, mà mấy nghìn chuôi huyền kiếm màu xanh kia lại xoay tròn cùng với trận gió xoáy màu xanh sau đó hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều huyền giả ở đó âm thầm kinh sợ, tuy Mạc Khinh Ngữ này bị vỏ kiếm cổ từ bỏ nhưng thực lực này cũng không thể nhìn thấu à. Không nói cái khác, chỉ dựa vào chiêu thức này, ở đây có mấy người có thể tiếp được. Dương Diệp cũng liếc mắt nhìn đến trên người của Mạc Khinh Ngữ, nhìn uy thế Mạc Khinh Ngữ chế tạo ra Dương Diệp không thể không thừa nhận, thực lực của Mạc Khinh Ngữ này vẫn vô cùng khủng khiếp, tuy hắn không biết Mạc Khinh Ngữ hiện đang thi triển là huyền kỹ phẩm giai gì, nhưng từ trên uy thế này có thể thấy tuyệt đối không yếu hơn hạ phẩm thiên cấp. Đặc biệt dưới sự gia tăng của kiếm ý tầng 8 cùng ý cảnh phong tầng 8, uy lực của kiếm này càng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ là cho dù có như thế thì thế nào? Dương Diệp hắn lại sợ nàng sao? Tay cầm vỏ kiếm cổ, vòng xoáy của Dương Diệp chợt xoay tròn,
trong phút chốc rất nhiều huyền khí màu tím nhạt từ bên trong vòng xoáy theo kinh mạch trên cả người của hắn rót vào trong vỏ kiếm cổ. Vỏ kiếm cổ chợt bạo phát ra kiếm quang sáng ngời, kiếm quang phân tán bốn phía, bắn ra mây trượng trong phạm vi xung quanh Dương Diệp, lập tức mặt đất lộ ra vô số lỗ kiếm nhỏ. Tâm niệm thoáng động, U Minh quỷ hỏa nhanh chóng hiện ra bao quanh vỏ kiếm cổ, nhiệt độ ở nơi đó trong phút chốc nóng lên rừng rực. Nhìn thấy U Minh quỷ hỏa, sắc mặt của hai người Ma Kha cùng Hồn U lần nữa nghiêm trọng, sâu trong đôi mắt càng có vẻ kiêng kỵ không dễ phát giác. Đặc biệt là Hồn U, bởi vì thiên địa linh vật này của Dương Diệp mơ hồ có hiệu quả kìm chế hắn. Trong mắt Lạc Tuyết đang ở bên cạnh cũng có vẻ nghiêm trọng, nhưng phần nhiều chính là tò mò, bởi vì lấy thân phận của hắn, đương nhiên cũng không biết lai lịch thiên địa linh vật này của Dương Diệp. Không biết ngọn lửa thần bí này mạnh hay là Thanh Vân Tử Điện của ta mạnh hơn? Lạc Tuyết khẽ cười nói. Kiếm phong toàn vũ. Đúng lúc này, ở đó vang lên tiếng quát của Mạc Khinh Ngữ, lập tức trận gió lốc xoáy màu xanh mang theo mấy nghìn chuôi kiếm khí năng lượng màu xanh bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước người của Dương Diệp. Về phần uy lực chỉ có thể sử dụng khủng khiếp để hình dung, bởi vì trận gió lốc màu xanh đi qua nơi nào, không gian nơi đó rung chuyển kịch liệt, thậm chí có nhiều chỗ còn mơ hồ vặn vẹo. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay hơi đổi chân phải chợt đạp một cái, vỏ kiếm lửa màu đen nắm trong tay giống như một miếng đạn pháo bắn ra, trong quá trình hung bạo bắn ra, trong mắt Dương Diệp hiện vẻ sắc bén, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, rót vào U Minh quỷ hỏa cùng với vỏ kiếm cổ, sau đó hướng về cơn gió lốc khủng khiếp màu xanh kia xoay tròn. Vỏ kiếm cổ vừa mới tiếp xúc với cơn gió lốc màu xanh, năng lượng kiếm khí màu xanh, U Minh quỷ hỏa trên vỏ kiếm cổ chợt bạo phát ra, trong nháy mắt đã thiêu đốt cơn gió lốc cuốn màu xanh thành hư vô, thế như trẻ tre, U Minh quỷ hỏa cùng vỏ kiếm cổ tiến quân thần tốc, lập tức đi tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ, nhưng ngay vào lúc này dưới chân Mạc Khinh Ngữ đột nhiên thoáng hiện cơn gió xoáy màu xanh, gió xoáy lập tức hóa thành một trận gió mát lập tức biến mất, xuất hiện cách đó mười mấy trượng. So tốc độ à? Dương Diệp hừ một tiếng lạnh, móc ra một tấm bùa thần hành cực phẩm vỗ lên người mình. Sau đó huyền khí trong cơ thể chợt tràn vào trong giày rồng dưới chân, chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, thân thể mang theo rất nhiều tàn ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt Mạc Khinh Ngữ, lập tức mũi của vỏ kiếm cổ xuyên qua tim Mạc Khinh Ngữ. Hai mắt Mạc Khinh Ngữ đột nhiên trợn tròn, trong con mắt đầy vẻ không cam lòng còn có vô tận oán hận. Cứ chết như vậy sao? Mạc Khinh Ngữ nàng cứ chết như vậy sao? Hơn nữa còn là chết dưới kiếm của một tên kiếm tu. Mạc Khinh Ngữ nàng 5 tuổi đã tập kiếm. 15 tuổi ngộ kiếm ý, 21 tuổi kiếm ý tầng 8 đỉnh phong, được gọi là thiên tài kiếm đạo kiệt xuất nhất từ trước tới nay trong lịch sử gia tộc, cũng được gia tộc gửi gắm kỳ vọng cao, nói nàng có khả năng trở thành tồn tại kiếm hoàng nhất. Không sai, nàng trở thành kiếm hoàng, nhưng nàng trở thành kiếm hoàng đầu tiên là thua trong tay một tên kiếm tu, sau đó lại chết ở trong tay một tên kiếm tu. Thật đúng là không cam lòng, thật sự rất không cam lòng mà. Sự tỉnh táo trong mắt Mạc Khinh Ngữ chậm rãi tiêu tan. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mọi người ở đó đều im lặng. Cho dù như thế nào, thực lực của Mạc Khinh Ngữ nhận được sự công nhận của tất cả mọi người ở đó, nếu như không có tồn tại Dương Diệp, có lẽ tuy nàng không chiến thắng vũ thần hiện thời, nhưng nhất định sẽ trở thành yêu nghiệt kiệt xuất nhất đại lục, cũng nhất định có thể làm cho gia tộc của nàng huy hoàng. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện quái thai Dương Diệp này, chỉ có thể nói ý trời trêu người. Dương Diệp thu hồi vỏ kiếm cổ, thản nhiên liếc mắt nhìn chỗ bụng của Mạc Khinh Ngữ, ở trong đó trái tim của Mạc Khinh Ngữ đã bị hắn trong nháy mắt hoàn toàn nghiền nát, cũng chính là lúc này Mạc Khinh Ngữ đã chết không còn có thể chết nữa. Đúng lúc này, vỏ kiếm cổ trong tay Dương Diệp đột nhiên vùng khỏi tay của Dương Diệp, hóa thành hình người xuất hiện ở trước mặt Mạc Khinh Ngữ, nhìn trong mắt Mạc Khinh Ngữ đã hoàn toàn không có sắc thái, trong mắt kiếm linh của vỏ kiếm cổ lóe lên vẻ phức tạp, yếu ớt thở dài. Sau đó tay ngọc vẫy một cái, thi thể của Mạc Khinh Ngữ lập tức hóa thành ánh sáng màu xanh lập tức biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, U Minh quỷ hỏa đột nhiên xuất hiện trong bàn tay nó, trầm giọng nói, người muốn cứu nàng. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ lắc đầu nói, người đừng nổi giận, cứu nàng cũng có lợi với người, hơn nữa, lúc này ta cũng không có cách nào cứu nàng. Có lợi cho ta, trong mắt Dương Diệp thoáng hiện ra sát ý nói, mong được chỉ giáo. Kiếm linh hơi gật đầu, lập tức giọng nói của kiếm linh trực tiếp vang vọng trong đầu Dương Diệp, kiếm hoàng đời thứ 7 ở một chỗ trong di tích có được một loại bí thuật, tên là khôi lỗi thuật, ý chính là biến người thành khôi lỗi,
loại khôi lỗi này không có ý thức chủ, chỉ có ý thức chiến đấu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, sau đó lại tốn thời gian gần 10 năm để hoàn thiện khôi lỗi thuật này, cuối cùng hắn lợi dụng khôi lỗi thuật này, nghiên cứu ra một loại bí pháp mới tên là khống hồn thuật. Khống hồn thuật. Cái gọi là khống hồn thuật, chính là một người sau khi chết đi, linh hồn vẫn ở bên trong thân thể, chưa có tiêu tan, trực tiếp khống chế linh hồn đối phương lại, cứ như vậy đối phương không có được ý thức chiến đấu, còn nắm giữ tất cả ký ức cùng năng lực khi còn sống. Nói rõ ra, đây không phải là khôi lỗi đơn giản, khôi lỗi này có thể tự mình không ngừng tăng thực lực, nó là không có hạn chế. Vậy khôi lỗi này là chết hay còn sống? Dương Diệp hỏi. Chết, giọng nói của Kiếm Linh lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp nhu hòa hơn một ít, nhưng ngay vào lúc này, giọng nói của Kiếm Linh lại xuất hiện, nhưng ta hy vọng, ngày khác nếu như sau khi ngươi có năng lực, có thể cứu sống nàng. Đương nhiên, không phải là cứu uổng công, trước khi ngươi có năng lực như vậy, nàng sẽ trở thành khôi lỗi của ngươi, không, dựa theo kiếm hoàng này mà nói, chắc hẳn là trở thành kiếm nô của ngươi. Một kiếm nô cảnh giới vương giả đỉnh phong, nắm giữ kiếm ý tầng 8, ý cảnh phong tầng 8, có phải trợ giúp ngươi rất lớn hay không? Nghe vậy, Dương Diệp động lòng, thật sự hắn động lòng, dù sao thực lực của Mạc Khinh Ngữ vẫn là vô cùng khủng khiếp, nếu như hắn không có U Minh Quỷ Hỏa cùng vỏ kiếm cổ và giày rồng, hắn muốn giết đối phương căn bản là không thể nào. Nếu có một tay chân siêu cấp như vậy ở bên cạnh vậy thì tốt không còn gì bằng. Chẳng qua là cuối cùng Dương Diệp vẫn hơi không yên lòng, bởi vì tay chân này là bằng với việc nắm giữ ý thức của chính mình, một khi đến thời điểm mấu chốt cắn ngược lại, vậy thì tương đương với một sát thủ siêu cấp. Ngươi có thể bảo đảm nàng sẽ không cắn trả chủ nhân? Dương Diệp hỏi chuyện mình cảm thấy lo lắng. Không thể nào. Khóe miệng của Dương Diệp khẽ giật, đang chuẩn bị nói, giọng nói của Kiếm Linh lại vang lên, khống hồn thuật này chỉ có một chỗ khiếm khuyết, đó chính là thực lực và cảnh giới của người thi triển phải vượt quá người bị thi triển, nếu không người bị thi triển vô cùng có khả năng đảo khách thành chủ. Nếu như ngươi có lòng tin, vậy đến lúc đó ta đây sẽ truyền bí thuật này cho ngươi, chỉ là ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Dương Diệp khẽ nhíu mày, kiếm linh của vỏ kiếm cổ trước mắt này hình như hơi không đáng tin cậy, lại có thể đưa ra điều kiện với hắn. Nếu ngày nào đó ngươi có năng lực, mong rằng ngươi sẽ cứu nàng một mạng. Cái này nói sau, Dương Diệp không cho câu trả lời thuyết phục. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ hình như còn chuẩn bị nói gì, Dương Diệp lại đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi có tin bây giờ ta sẽ khiến cho nàng hồn phi phách tán hay không? Hắn cũng không thích cò kè mặc cả với kẻ khác. Cho dù trước mắt là vỏ kiếm cổ của kiếm hoàng gì đó. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ khẽ thở dài, sau đó thân hình nhất thời chuyển động, khôi phục trở thành bản thể, lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp. Đưa tay cầm vỏ kiếm cổ, Dương Diệp xoay người nhìn Ma Kha cùng Hồn U, cuối cùng ánh mắt rơi lên Mục Quân cùng với huyền giả nhân loại phía sau Mục Quân, nhìn mọi người khóe miệng Dương Diệp cong lên nụ cười lạnh, sau đó xoay người đi tới đội ngũ của mình bên này. Hắn cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi đuổi những người này, dù sao những người này tự nhiên sẽ có người tới thu thập. Quả nhiên, lúc này Ma Kha cùng ánh mắt của đám người Hồn U rơi lên người đám người Mục Quân, bây giờ Mục Quân đã không còn người giúp đỡ, muốn giải quyết Mục Quân cùng những người phía sau Mục Quân cũng không phải chuyện gì khó. Nhìn thấy Ma Kha cùng đám người Hồn U nhìn mình, sắc mặt Mục Quân trầm xuống, hắn không nghĩ thực lực của Dương Diệp lại có thể cường hãn như vậy. Thậm chí ngay cả thiên tài kiếm đạo tuyệt thế của Mạc gia cũng có thể chém giết. Đương nhiên, hắn không phải quan tâm đến sống chết của Mạc Khinh Ngữ, hắn quan tâm là tình cảnh bây giờ của hắn. Nếu như hắn lựa chọn tiếp tục dẫn dắt những nhân loại này, vậy hắn sẽ phải đối mặt với Ma Kha cùng đám người của ma tộc, hắn cũng không sợ hai người này, nhưng lúc này hắn phải duy trì thực lực chuẩn bị chiến đấu trong Tiềm Long bảng, thật sự không đáng mạo hiểm vì những huyền giả nhân loại này. Nghĩ đến đây Mục Quân nhún vai, sau đó nói, ta quyết định không quan tâm đến chuyện này. Dứt lời hắn cũng không nhìn đám người phía sau, xoay người đi qua một bên. Nghe được Mục Quân nói vậy, sắc mặt của đám người phía sau Mục Quân rất khó coi. Rõ ràng, bọn họ không nghĩ tới Mục Quân lại có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ bọn họ, đương nhiên bây giờ bọn họ cũng không có thời gian đi oán hận Mục Quân, bây giờ bọn họ đối mặt với một tình cảnh đó chính là hoặc là xuống dưới hoặc là chết. Xuống dưới, thật sự không cam lòng à, dù sao đây cũng là bọn họ dùng tính mạng đổi lấy, nhưng không đi xuống, bọn họ lại là không dám, dù sao không có người dẫn đầu, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Ma Kha cùng với đám người Hồn U.
Mọi người liếc mắt nhìn Dương Diệp, môi giật giật, hình như muốn nói cái gì, nhưng vừa nghĩ tới quyết định lúc trước của mình, cuối cùng bọn họ cũng vẫn không nói gì. Rất nhiều người khẽ thở dài, vào lúc bọn họ chuẩn bị đi xuống lầu dưới. Giết, không chừa một tên. Đúng lúc này ở đó vang lên giọng nói lạnh thấu xương của Ma Kha. Tiếp theo, thân hình của rất nhiều huyền giả ma tộc cùng huyền giả minh tộc còn có yêu tộc thoáng động, lập tức xông vào những huyền giả nhân loại này. Huyền giả nhân loại còn chưa phục hồi lại tinh thần lập tức đã bị chém giết mười mấy người. Sau khi huyền giả nhân loại trấn tĩnh lại, huyền giả nhân loại kinh hãi gần chết, tuy nhiên rốt cuộc mọi người cũng phản ứng không chậm, sau khi trấn tĩnh lại vội vàng phản kích. Ma Kha liếc mắt nhìn Dương Diệp, nhưng hai mắt Dương Diệp lại khép hờ giống như không thấy cảnh tượng trước mặt, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Ma Kha thay đổi, bởi vì sự tàn nhẫn này của Dương Diệp hoàn toàn không kém ma tộc bọn họ. Đối với Dương Diệp mà nói hắn không thích phản bội, lúc trước hắn cho rằng những người này là người một nhà, nếu đã là người một nhà, cho nên hắn bằng lòng hy sinh lợi ích của mình vì bọn họ, bởi vì người trong lòng hắn còn quan trọng hơn lợi ích. Nhưng đáng tiếc, những người này vì lợi ích lựa chọn từ bỏ hắn. Người bất nhân, ta sẽ bất nghĩa, người vứt bỏ ta, ta đây tự nhiên cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Dương Diệp có thể chính là một người là người lòng nhỏ dạ nhỏ mọn, lấy ơn báo oán như thế. Xin lỗi, Dương Diệp hắn không vĩ đại như vậy, cho nên, đối mặt với ba tộc ma minh yêu tàn sát thê thảm với nhân loại ở nơi đó, Dương Diệp hoàn toàn không thấy. Dương Sư Huynh, mong rằng Huynh nể tình lúc trước, trợ giúp chúng ta một tay, chúng ta bằng lòng đi xuống lầu. Chúng ta bằng lòng xuống lầu, Dương Sư Huynh, xin hãy cứu giúp. Dương Huynh, lúc trước là lỗi của chúng ta đã biết sai, mong rằng Dương Huynh đừng để ý đến hiềm khích lúc trước. Trợ giúp sư huynh để chúng ta một tay, chúng ta vô cùng cảm kích. Dương Diệp, người quả thật nhẫn tâm nhìn tất cả chúng ta bị diệt ở đây sao? Huyền giả nhân loại cuối cùng vẫn là không địch lại cường giả của ba tộc ma minh yêu, chỉ trong giây lát đã tử thương hơn phân. Nửa, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng xin đám người bên cạnh Dương Diệp giúp đỡ, nhưng Dương Diệp lại giống như không nghe được bọn họ xin giúp đỡ, vẫn giữ im lặng. Dương Diệp giữ im lặng. Huyền giả nam vực phía sau hắn đương nhiên cũng là theo chân giữ im lặng, tuy rằng bọn họ hơi không đành lòng, dù sao lúc trước mọi người cũng từng cùng sống cùng chết, nhưng vừa nghĩ tới lúc trước những người này vì lựa chọn ở lại đây mà bỏ rơi bọn họ, sự không đành lòng của bọn họ lại nhạt đi rất nhiều. Có nhiều lúc lựa chọn của con người thật sự rất quan trọng. Chọn đúng thì một bước lên mây, chọn sai đó chính là vạn kiếp bất phục. Không hề nghi ngờ, những người trước mắt này chính là lựa chọn sai. Nhìn những huyền giả nhân loại này bị tàn sát, trong mắt Kế Ngôn thập lóe lên vẻ không đành lòng, nói, Dương Huynh, chúng ta. Kế Ngôn thập lời còn chưa nói xong, Dương Diệp đã khoát tay cắt ngang lời của đối phương, nói Kế Huynh, ta biết ý của ngươi, nếu như là lúc trước cho dù lấy ra hết con át chủ bài ta cũng sẽ cố gắng hết sức mình bảo vệ bọn họ, nhưng bây giờ, xin lỗi, ta sẽ không để cho huynh đệ của mình đi liều mạng chỉ vì một đám người chỉ biết đến lợi ích, bọn họ không đáng. Nghe vậy Kế Ngôn thập khẽ thở dài, vài lần muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Thành thật mà nói, vừa nghĩ tới lựa chọn cùng thái độ lúc trước của những người này, trong lòng hắn cũng là cực kỳ khó chịu, vốn chính là như vậy, đám người mình vì bọn họ bỏ qua lợi ích của mình, bọn họ thì sao? Bọn họ lại là vì lợi ích bỏ qua đám người của mình, đổi lại thành ai đi nữa trong lòng đều cũng sẽ không thoải mái. Đây cũng là nguyên nhân hắn không ra tay. Dần dần ở nơi đó lại máu chảy thành sông nữa, đám huyền giả nhân loại kia đều bị tiêu diệt hết. Vốn dĩ, lúc này đột nhiên Ma Kha nói, vốn dĩ ta đã cho ta rằng người của ma tộc đã đủ máu lạnh cùng tàn nhẫn, nhưng hiện tại xem ra so với Dương Diệp ngươi vẫn còn chưa đủ. Bởi vì người của ma tộc chúng ta có thể tự giết lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không để cho người khác tới tàn sát tộc nhân của mình. Dương Diệp ngươi lại nhìn tộc nhân mình chết mà không cứu. Lẽ nào ngươi không sợ huyền giả nhân loại theo phía sau ngươi cảm thấy lạnh lòng hay sao? Tàn nhẫn, Dương Diệp khẽ cười, nói ta chỉ chịu trách nhiệm với một loại người, đó là người một nhà. Bọn họ xin lỗi, bọn họ đã bỏ qua ta. Ta tin tưởng sâu sắc một điều đó chính là nếu như trước đó các ngươi lựa chọn tàn sát người bên phía chúng ta, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không ra tay tương trợ. Ngươi thấy sao? Lời của Dương Diệp không sai. Lúc này Hy Lạc công tử nói, con người đều ích kỷ, ta đây không phủ nhận, bởi vì ta cũng ích kỷ. Nhưng, mỗi người cũng phải vì sự ích kỷ của mình trả cái giá thật lớn. Cho nên,
Ma Kha, ngươi đừng ở đây bày kế phản gián, đây không chỉ có đang sỉ nhục chỉ số thông minh của ngươi, cũng là đang sỉ nhục trí thông minh của đám người chúng ta. Thì thế, lúc này, Kế Ngôn Thập cũng nói, Ma Kha, vì sao ngươi không đi đánh Mục Quân bên kia? Hắn lúc trước quả thật là muốn dẫn theo những người đó, đáng tiếc gặp phải khó khăn, người ta liền trực tiếp từ bỏ. Cha cha, đây là cái gọi là hoàng tử trung vực. Đây là cái gọi là nhân hoàng sau này thống soái vạn vực. Thật đúng là buồn cười. Nghe được Kế Ngôn Thập nói vậy, vẻ mặt Mục Quân trầm xuống, sát ý trong mắt điên cuồng phun ra. Nghe vậy, Ma Kha hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn theo tộc nhân phía sau đi tới một bên, bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, ở nơi đây nếu như người của bên Ma Kha đạt được cảnh giới linh giả trước, không có do dự Dương Diệp cũng nói, tất cả ngồi vào vị trí tu luyện, mau chóng tăng lên cảnh giới linh giả. Nghe được giọng điệu gần như mệnh lệnh của Dương Diệp, mọi người thoáng ngẩn người ra, lập tức hiểu được. Đúng vậy, ở nơi này bất kỳ kẻ nào cũng rất có thể tiến vào cảnh giới linh giả, một khi tiến vào cảnh giới linh giả, đó sẽ đại diện cho điều gì tất cả mọi người hiểu rõ, đó chính là đơn phương tàn sát một lần nữa, hơn nữa còn là tàn sát hoàn toàn không có áp lực. Nghĩ đến đây mọi người không hề do dự, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. Bây giờ, mọi người giống như đang ở trước trận thi đấu, ai đến đích cuối cùng, cái giá phải trả của bên thất bại chính là chết, cho nên ai cũng không chịu nổi thất bại. Nhìn mọi người tu luyện, Dương Diệp mỉm cười, sau đó cổ tay thoáng động, một sấp bùa chú dày xuất hiện ở trong tay, nói, đây là bùa tụ linh, có thể tăng nhanh tu luyện của các ngươi, có trợ giúp rất lớn đối với các ngươi. Tới đây mỗi người một miếng, ừ là cực phẩm, này tên Hy Lạc khốn kiếp nhà ngươi, ngươi đừng có cướp, Kế Ngôn Thập ngươi cũng cướp à. Khi Dương Diệp nói ra hai chữ cực phẩm, vô số người nhào lên ôm lấy, lập tức bùa chú trong tay hắn trống trơn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt huyền giả của ba tộc Ma Minh Yêu lại vô cùng khó coi. Không để ý đến đám người Ma Kha, Dương Diệp cũng ngồi xếp bằng lại sau đó bắt đầu tu luyện. Lúc này trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng kiếm linh. Ta đề nghị người nên đi đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5. Dương Diệp khẽ nhíu mày, hỏi trong lòng. Bây giờ thực lực của ngươi là cảnh giới vương giả đỉnh phong rồi rồi, cảnh giới cũng rất vững chắc, nhưng nếu muốn thăng cấp lên cảnh giới linh giả thì phải có rất nhiều linh khí của trời đất. Ở đây, tuy ngươi cũng có thể thăng cấp lên cảnh giới linh giả, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể nhanh bằng Ma Kha và Lạc Tuyết kia. Bởi vì bọn họ đã bước một nửa lên cảnh giới linh giả, chậm nhất là hai ngày nữa bọn họ đã có thể bước vào cảnh giới linh giả rồi. Dương Diệp nghe vậy thì càng nhíu mày chặt hơn, chỉ có điều hắn cũng không để ý lắm, không phải chỉ cao thêm một bậc thôi sao? Có vẻ như hiểu được suy nghĩ của Dương Diệp, âm thanh của kiếm linh lại vang lên lần nữa. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp cảnh giới linh giả, phải biết là đạt đến cảnh giới linh giả, huyền khí có thể được củng cố thêm một bước. Biến thành khí tràng, bên trong khí tràng có thể bóp méo sự tấn công của đối phương. Năng lực này vô cùng chí mạng đối với huyền giả cảnh giới linh giả trở xuống. Khí tràng. Dương Diệp khó hiểu hỏi. Đó là cái gì? Người đạt đến cảnh giới linh giả sẽ biết thôi. Nói chung nếu như bọn họ đạt đến cảnh giới linh giả trước ngươi một bước, có thể ngươi vẫn có cách sống sót, thế nhưng những người phía sau ngươi nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Tu luyện ở đây thì mất khoảng bao lâu ta có thể đạt đến cảnh giới linh giả? 3 ngày. Nghe thấy con số này Dương Diệp cười khổ, 3 ngày, đối với người khác có thể là rất nhanh, nhưng đối với hắn lại có hơi chậm. Theo lời kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ, 3 ngày thì Ma Kha, Hồn U và Lạc Tuyết nhất định sẽ có người đạt được cảnh giới linh giả trước hắn. Mà một khi đối phương đạt đến cảnh giới linh giả thì chắc chắn sẽ là một tai họa đối với những người phía sau hắn. Dương Diệp trầm tư một hồi lâu, nói. Ta có thể lên tầng thứ 5 này sao? Không thử thì ngươi làm sao biết được là mình không thể làm được hay không? Dương Diệp cân nhắc một lúc sau đó bỗng nhiên mỉm cười. Kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ này nói không sai. Không thử một chút thì sao biết mình không thể làm được hay không chứ? Dương Diệp nghĩ tới đây lại đứng dậy, đi về phía lối lên tầng thứ 5. Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều mở hai mắt ra, ánh mắt tập trung ở trên người Dương Diệp. Đúng là kẻ không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng Hồn U cong lên, lộ ra một nụ cười châm chọc. Ma Kha nhíu mày lại, trong mắt lại có vẻ suy tư. Trong mắt Lạc Tuyết lại lộ ra vẻ vô cùng hứng thú.
không để ý tới ánh mắt của mọi người, Dương Diệp từ từ bước đến lối lên tầng 5, ở lối lên tầng 5 có một màn ánh sáng màu xanh lam thật mỏng, ánh sáng trong suốt xuyên thấu, lóe ra tia sáng rực rỡ, trừ điểm này ra không có chỗ nào khác thường nữa. Nhìn màn ánh sáng màu xanh này một lúc, Dương Diệp khẽ động cổ tay, Long Cốt Kiếm xuất hiện trong tay, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, chớp mắt mạnh mẽ nhập vào Long Cốt Kiếm, cùng lúc đó U Minh Quỷ Hỏa cũng phủ quanh Long Cốt Kiếm. Mũi chân khẽ động, trầm mặc một lúc, thân thể Dương Diệp chợt xoay một cái, Long Cốt Kiếm trong tay bay ngang ra, chém vào màn ánh sáng màu xanh kia. Ầm! Thanh kiếm cứng cáp chạm vào màn sáng màu xanh kia, mặt Dương Diệp biến sắc, bởi vì từ màn sáng màu xanh có một sức mạnh khủng khiếp đã bắn ngược trở lại, cánh tay hắn lập tức cảm thấy tê dần, sau đó cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài gần 10 trượng mới rơi xuống đất. Thật nực cười! Trên mặt Hồn U hiện tên vẻ châm chọc rõ đến lạ thường. Ma Kha lắc đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Sâu trong đôi mắt Lạc Tuyết hiện lên vẻ thất vọng, sau đó cũng lập tức thu hồi ánh mắt. Dương Diệp chậm chậm đứng dậy nhìn tay phải mình, chỉ thấy chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ nứt ra một vết màu đỏ tươi. Dương Diệp nắm chặt bàn tay, ánh mắt nhìn lên màn năng lượng màu xanh lam kia. Lúc này đây, trong mắt hắn hiện ra sự nghiêm túc trước nay chưa từng có. Với nội lực của hắn, không ngờ lại bị đối phương phá vỡ ngược lại phòng ngự. Đương nhiên, quan trọng nhất là U Minh Quỷ Hỏa không hề có tác dụng gì đối với màn ánh sáng màu xanh lam này. Rốt cuộc màn ánh sáng màu xanh lam này là cái gì? Đừng liều mạng, bởi vì cho dù ngươi đạt được cảnh giới linh giả, sau đó cộng thêm toàn bộ thực lực của ngươi thì ngươi cũng không phá nổi màn sáng này được. Đang lúc Dương Diệp đang cảm thấy nghi hoặc, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Bởi vì trong màn ánh sáng năng lượng này có sức mạnh của quy luật, trừ phi thực lực của người lớn mạnh đến mức không cần để ý tới quy luật của người thi triển màn sáng này, người mới có thể phá vỡ được màn sáng này. Đương nhiên nếu như bây giờ, người có thể bạo phát ra toàn bộ uy lực của U Minh Quỷ Hỏa thì cũng có khả năng. Chỉ là có vẻ như lúc này ngươi không làm được điều đó. Vậy mà người còn bảo ta lên. Dương Diệp có chút không vui. Hoàn toàn chính xác, hắn có thể cảm nhận được với thực lực của hắn lúc này, muốn phá vỡ màn ánh sáng màu xanh lam thần bí này thì căn bản là không thể. Sau khi im lặng một lát, giọng nói của kiếm linh lại vang lên trong đầu Dương Diệp. Ngươi có vòng xoáy thần bí kia, có lẽ nó có thể để ngươi vào được. Dương Diệp nghe kiếm linh của vỏ kiếm cổ nói vậy thì khóe miệng khẽ giật một cái, Dương Diệp quả thực cũng tin. Nếu như vòng xoáy thần bí này bằng lòng thì chắc chắn có thể phá vỡ màn ánh sáng màu xanh lam này. Chỉ là vòng xoáy thần bí này căn bản không nghe theo lời hắn. Tuy nhiên hắn vẫn không muốn từ bỏ, vẫn muốn thử lại một lần nữa. Dương Diệp đi tới trước mặt màn sáng màu xanh lam một lần nữa, mọi người có mặt ở đó lại mở hai mắt ra nhìn hắn, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng nhắm hai mắt lại, thậm chí Lạc Tuyết ở bên cạnh còn chẳng thèm mở mắt. Theo đám người Ma Kha và Hồn U thì Dương Diệp hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, bởi vì bọn họ vô cùng rõ màn ánh sáng màu xanh lam này là thứ gì. Đây là do Vũ Thần đời thứ nhất bố trí, mục đích là để ngăn cản người không phải là Vũ Thần truyền thừa tiến vào tầng thứ 5. Còn về vì sao Vũ Thần đời thứ nhất lại làm như vậy thì bọn họ không rõ lắm, chỉ biết là bên trong này, phàm là Vũ Thần truyền thừa từ trong này đi ra, thực lực đều đạt được sự đề thăng to lớn. Vậy nên tầng thứ 5 này là nơi truyền thừa của các vũ thần đời trước, những người khác muốn đi vào thì chắc chắn là vọng tưởng. Một điều nữa, chính là tổ sư kiếm tông năm đó dường như không thể đi vào, nhưng điều này không đại biểu cho điều gì, dù sao thậm chí vũ thần truyền thừa năm đó xuất hiện cũng bị tổ sư kiếm tông này đánh bại. Cho nên, cuối cùng người đời đồn rằng, năm đó tổ sư kiếm tông này chẳng thèm vào đó, có điều cuối cùng không thèm vào hay là không thể vào thì chẳng ai biết được. Tóm lại một câu, ngoài các vũ thần được truyền thừa ra thì không có ai có thể đi vào tầng thứ 5. Mà bây giờ Dương Diệp lại muốn lên đó, đây không phải là vọng tưởng sao? Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Dương Diệp nhìn màn ánh sáng màu xanh lam, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, hòa tâm hồn và thể xác làm một, nói. Ngươi nhất định có cách để vào trong đó, đúng không? Vòng xoáy im lặng, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Dương Diệp đương nhiên sẽ không bỏ cuộc như vậy, nói. Ngươi phải biết, nếu như ta đi vào, thực lực của ta sẽ được nâng cao rất lớn, thực lực của ta được nâng cao thì đương nhiên ngươi chắc chắn cũng có thể thu được nhiều lợi ích,
cho nên chúng ta đi vào để cùng thắng. Ngươi thấy thế nào? Vòng xoáy vẫn im lặng. Ngươi xem, thực lực của ta bây giờ rất yếu, nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực, nếu không ngày nào đó ta có thể sẽ chết. Ta chết cũng chẳng có lợi gì cho ngươi, thậm chí còn có hại. Ngươi chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cục diện này, đúng không? Cho nên người chỉ cần giúp ta một lần để chúng ta có thể vào đó, sau khi trở ra ta chắc chắn có thể tăng cường thực lực rất nhanh, sau đó. Dương Diệp thao thao bất tuyệt gần một khắc đồng hồ, nhưng vòng xoáy kia vẫn không hề có phản ứng, giống như không nghe thấy lời Dương Diệp nói vậy. Điều này thật khiến Dương Diệp thấy căm giận. Lại trôi qua một khắc đồng hồ nữa, Dương Diệp hít sâu một hơi, thầm nói với vòng xoáy. Ha ha, ta thấy người căn bản không có cách nào phá được màn ánh sáng này. Cũng phải thôi, màn sáng này mạnh mẽ như vậy, còn ngươi bây giờ lại yếu đuối như thế, không có cách nào phá được nó cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xem thường ngươi, ta rất hiểu ngươi, thật đấy, tin ta đi. Vòng xoáy vẫn im lặng, Dương Diệp thấy thế trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Đúng lúc hắn định từ bỏ hoàn toàn thì vòng xoáy kia đột nhiên xoay tròn, lập tức có một sức mạnh chợt từ trong vòng xoáy chấn động bắn ra. Ngay lập tức, trong đầu Dương Diệp ngây dại. Trong mắt đầy sao vàng, trong lúc mơ hồ hắn nghe thấy một tiếng hừ lạnh sắc bén, có điều hắn cũng không chắc chắn, bởi vì hắn đã trực tiếp ngất đi. Mà cùng lúc đó, một luồng ánh sáng tím đậm lập tức bắn ra từ cơ thể Dương Diệp, đánh vào màn sáng màu xanh lam. Bang! Một tiếng động nhỏ vang lên, màn năng lượng màu xanh lam kia chợt nứt ra một lỗ thủng lớn, mà Dương Diệp đã được luồng khí tím kia trực tiếp hút vào trong màn sáng. Sau khi Dương Diệp vạp trong màn sáng đó, màn sáng khẽ rung lên, lập tức khôi phục lại như cũ, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây ra như phỗng. Khi Dương Diệp tiến vào tầng thứ 5, Ma Kha, Hồn U và Lạc Tuyết đứng bật dậy, trong mắt hai người Ma Kha và Hồn U tràn đầy sự khiếp sợ và vẻ khó tin. Trong mắt Lạc Tuyết cũng khó có thể che giấu sự nghi hoặc và khó hiểu. Dương Diệp làm được bằng cách nào? Lúc này đây, trong đầu mọi người có mặt đều hiện lên câu hỏi này. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác đầu choáng váng vô cùng, dùng sức lắc lắc đầu. Qua một lúc lâu, Dương Diệp mới từ từ mở mắt ra. Trước mắt hắn hoàn toàn mờ mịt, Dương Diệp nhướng mày, sau đó lại dùng sức lắc lắc đầu lần nữa. Ngươi tỉnh rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lại vang lên bên tai Dương Diệp. Dương Diệp lấy ra một tấm bùa trị liệu cực phẩm dán trên người mình. Hắn lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều, hắn nhìn lại về phía giọng nói phát ra. Chỉ thấy một nữ tử mặc áo bào trắng đang chắp hai tay sau lưng và đứng quay lưng về phía hắn. Vóc dáng nữ tử rất thon thả, lưng rất thẳng, một chùm tóc dài như đuôi ngựa từ sau đầu buông xuống đến mông, đến xương cụt mới dừng lại. Hai tay chắp sau lưng, tay trái ôm nắm tay phải, đứng đó hiện ra hết tư thế hiên ngang, sạch sẽ gọn gàng. An Nam Tịnh. Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Nữ tử xoay người nhìn về phía Dương Diệp, thấy gương mặt nữ tử, Dương Diệp khẽ gật đầu, bởi vì nữ tử trước mắt này chính là An Nam Tịnh. Ngươi thật sự khiến cho ta thấy thật bất ngờ. An Nam Tịnh nhìn Dương Diệp, nói. Nơi này, theo lý thì ngươi không thể nào vào được. Không ngờ ngươi lại vào được, điều này làm cho ta rất tò mò. Rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi cách vào. Dương Diệp nhún vai một cái nói. Giống như ngươi, ta cũng rất tò mò rốt cuộc này có cái gì. Đến đây ánh mắt Dương Diệp lướt quanh bốn phía, phát hiện xung quanh vô cùng trống rỗng, không có bất kỳ vật gì, điều này khiến hắn càng tò mò hơn. Không phải ngươi nhìn thấy rồi sao? An Nam Tịnh ung dung nói. Ở đây ngoài sự quạnh quẽ và yên tĩnh ra, có cái gì? À, đương nhiên. Còn có linh khí của trời đất nồng đậm đến mức tận cùng và cái gọi là khí vận. Sao ở đây lại có thể không có gì chứ? Dương Diệp khẽ nhíu mày, việc này chắc chắn là không bình thường, hắn không tin vũ thần đời thứ nhất tạo ra nơi này, đồng thời tạo ra màn ánh sáng năng lượng cản trở ở cửa vào tầng 5 kia tại chỉ dùng để đùa. An Nam Tịnh kiếp nhìn Dương Diệp, sau đó không nói lời nào, chỉ im lặng. Dương Diệp thấy thế thì không tự làm mình mất hứng nữa. Chỉ cần đối phương không xem nơi này là nơi độc quyền của mình, không cho phép người khác đặt chân lên là tốt rồi. Tuy hắn không sợ thứ gọi là vũ thần này, thế nhưng cũng thực sự không muốn ở đây liều chết với đối phương, dù sao hắn cũng đến để tăng cường thực ực chứ không phải đến tìm An Nam Tịnh giao đấu. Dương Diệp ngồi tại chỗ xếp bằng,
bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí trời đất xung quanh, đột nhiên Dương Diệp chợt mở hai mắt ra, bởi vì hắn phát hiện vòng xoáy trong cơ thể hắn tại tự mình xoay tròn, sau đó tự mình hấp thụ tinh khí trời đất xung quanh. Dương Diệp kinh ngạc phát hiện ra tốc độ vòng xoáy này tự mình hấp thụ linh khí trời đất còn nhanh hơn hẳn. Vòng xoáy điên cuồng hấp thụ, linh khí trời đất xung quanh Dương Diệp lại giống như một cái vòi rồng, còn Dương Diệp thì giống như một vòng xoáy, mà vòi rồng này không ngừng trào vào bên trong cơ thể hắn. An Nam Tịnh quay người lại thì nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt An Nam Tịnh lóe lên vẻ kinh ngạc, tốc độ hấp thụ của Dương Diệp cũng có vẻ quá nhanh rồi. Lúc mới đầu, Dương Diệp vui như điên, bởi vì vòng xoáy này làm như vậy thì người được lợi đương nhiên là hắn. Thế nhưng chẳng bao lâu, hắn đã phát hiện ra chuyện không phải đơn giản như vậy. Bởi vì vòng xoáy hấp thu những huyền khí này và chuyển thành màu tím nhạt xong, tất cả đều trào vào cánh cửa khổng lồ của biển huyền khí trong vòng xoáy kia. Cũng tức là nói, vòng xoáy bên trong đan điền của hắn không còn chút huyền khí nào. Dần dần vẻ kinh ngạc trong đôi mắt của An Nam Tịnh càng lúc càng sâu đậm. Bởi vì nàng ta phát hiện khả năng hấp thụ linh khí trời đất của Dương Diệp đã vượt xa phạm vi mà huyền giả cảnh giới vương giả có thể chịu đựng được. Đây là một chuyện vô cùng không bình thường. An Nam Tịnh chậm rãi đi đến trước mặt Dương Diệp, cảm nhận được linh khí trời đất xung quanh thật sự tràn vào cơ thể Dương Diệp. Trong con người An Nam Tịnh ngoài khó hiểu ra còn có thêm một sự tò mò và khiếp sợ. Đột nhiên Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn An Nam Tịnh đã đứng trước mặt hắn, nói. Làm gì vậy? Tò mò. An Nam Tịnh nói. Không cần lo lắng, muốn giết người thì lúc người hôn mê đã chết. Rồi. D2. Khóe miệng Dương Diệp khẽ cong, nữ tử này thật là. Ngươi làm sao làm được vậy? Trong mắt An Nam Tịnh mang theo vẻ tò mò vô cùng, nói. Bình thường người không thể nào dung nạp được nhiều linh khí trời đất như vậy được, thế nhưng người lại làm được, cứ như người có thể đến được nơi này vậy. Ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Dương Diệp giang tay ra. Trao đổi đi. An Nam Tịnh đột nhiên nói. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó vô thức nói. Lúc này Dương Diệp có cảm tưởng gì? Lúc này Dương Diệp hoàn toàn bị An Nam Tịnh này làm cho bối rối. Trời ơi, một khắc trước nữ tử này còn hòa thuận, dáng vẻ rất tốt bụng, nhưng một khắc sau liền trực tiếp ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã là một đòn muốn giết chết. Mẹ khỉ, tốc độ lật mặt của nàng cũng quá nhanh đi. Tốc độ lật mặt nhanh thì cũng thôi, vấn đề là tốc độ ra tay của nữ nhân này cũng nhanh nữa, nhanh hơn so với Mạc Khinh Ngữ đã lĩnh ngộ được ý cảnh của Phong kia không biết bao nhiêu lần kia. Hơn nữa, sức mạnh kia cũng đáng sợ khủng khiếp, chỉ một cước mà lục phủ ngũ tạng của hắn suýt chút nữa đã bị nát bấy. Trao đổi cái gì? Ta cho ngươi biết tác dụng của nơi này, ngươi nói cho hát ta biết ngươi vào bằng cách nào, còn cả chuyện ngươi làm sao có thể hấp thụ được nhiều linh khí trời đất như vậy. Ngươi thấy sao hả? Khóe miệng Dương Diệp lại cong lên, An Nam Tịnh trước mắt này có thực lớn mạnh vô cùng, nhưng lúc này nàng làm gì còn thần thái của vũ thần nữa, hoàn toàn chính là một đứa bé tò mò. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy bộ dạng lúc này của C đối phương, chắc chắn bọn họ sẽ khiếp sợ đến mức rớt cằm xuống mất. Sao hả? An Nam Tịnh lại hỏi lần nữa. Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Nói thật ta cũng rất tò mò rốt cuộc nơi này có tác dụng gì, thế nhưng đáng tiếc ta không thể nói cho ngươi biết ta vào như thế nào. Ngoài người thân thiết nhất ra thì hắn không muốn để bất cứ ai biết về bí mật vòng xoáy này được. Còn về tác dụng của nơi này, tuy hắn tò mò nhưng nó cũng không có ý nghĩa mang tính thực chất gì đối với hắn, dù sao thì hắn đến đây là để tu luyện. Hiểu rồi. Nghe vậy An Nam Tịnh nhẹ gật đầu, nói. Nếu đã như vậy thì ngươi sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa, cho nên ngươi vẫn chết đi thôi. An Nam Tịnh vừa dứt lời thì chợt đá chân phải một cái, trong chớp mắt đã đạp trúng bụng của Dương Diệp, tốc độ của nàng cực nhanh khiến cho Dương Diệp không phản ứng kịp. Trực tiếp bị một cước của An Nam Tịnh đá cho bay ngược ra sau gần 30 mấy trượng rồi trực tiếp đập vào vách đá. Ngay lập tức cả bức tường đá rung lên kịch liệt, một dấu vết hình người xuất hiện trên vách đá. Lúc này Dương Diệp có cảm tưởng gì? Lúc này Dương Diệp hoàn toàn bị An Nam Tịnh này làm cho bối rối. Trời ơi, một khắc trước nữ tử này còn hòa thuận, dáng vẻ rất tốt bụng, nhưng một khắc sau liền trực tiếp ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã là một đòn muốn giết chết. Mẹ khỉ! Tốc độ lật mặt của nàng cũng quá nhanh đi. Tốc độ lật mặt nhanh thì cũng thôi, vấn đề là tốc độ ra tay của nữ nhân này cũng nhanh nữa, nhanh hơn so với Mạc Khinh Ngữ đã lĩnh ngộ được ý cảnh của Phong kia không biết bao nhiêu lần kia.
Hơn nữa, sức mạnh kia cũng đáng sợ khủng khiếp, chỉ một cước mà lục phủ ngũ tạng của hắn suýt chút nữa đã bị nát bấy. Cố nén khó chịu trong người, Dương Diệp từ từ đứng dậy. Lúc này, trong mắt An Nam tỉnh tóe lên vẻ kinh ngạc, nói. Chúng phải một đòn với ý cảnh lực lượng tầng 8 và ý cảnh tốc độ tầng 8 của ta mà lại không chết, khá lắm, nữa này. Nàng vừa mới nói dứt lời, ở đó đột nhiên xuất hiện hơn 10 tàn ảnh của An Nam Tịnh, mà trong nháy mắt bản thế của An Nam Tịnh lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó nắm đấm mang theo âm thanh xé rách không khí trực tiếp giáng vào đầu Dương Diệp. Một đường kiếm quang màu tím chợt lóe lên. Keng! Vỏ thanh kiếm cổ trong tay Dương Diệp trực tiếp đụng vào nắm đấm của An Nam Tịnh. Một âm thanh trầm thấp nổi lên, hai chân Dương Diệp ma sát với mặt đất trượt về phía sau khoảng 6 trượng mới dừng lại, còn An Nam Tịnh lại không chút sức mẻ. Đôi mắt An Nam Tịnh hơi sáng lên, nói. Kiếm ý tàn sát đỉnh phong tầng 6, huyền khí thần bí, cộng thêm linh vật trời đất, người mạnh hơn kiếm hoàng trước kia không ít. Còn người Dương Diệp co lại, bởi vì khi An Nam Tịnh đang nói, người nàng đã tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến mức hắn căn bản không thấy rõ đường đi của đối phương. Hơn nữa thời điểm đối phương ra tay không hề báo trước một tiếng, mọi thứ đều tự nhiên như thế, tùy ý như thế, đây chính là cảm giác An Nam Tĩnh mang lại cho hắn lúc này. Dương Diệp không kịp nghĩ những chuyện khác, huyền khí trong cơ thể tràn ra mạnh mẽ trong đội ủng thêu hình rồng, chân phải chợt rậm một cái, nhảy sang phía bên phải cách đó 10 mét, nhưng một giây tiếp, con người Dương Diệp lại co lại, bởi vì hắn vừa mới lao tới vị trí cách trước đó 10 mét thì An Nam Tĩnh đã đứng ở đó. Là khả năng tiên đoán sao? Bịch! Một tiếng động nặng nề vang lên lần nữa, Dương Diệp bị một quyền của An Nam Tĩnh đánh hai chân ma sát với mặt đất trượt mạnh về sau chừng 20 trượng, sau lưng Dương Diệp nặng nề đụng vào trên vách đá mới có thể dừng lại được. Dương Diệp cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chỗ ngực của mình bỗng nhiên xuất hiện một vết quyền ấn lõm vào trong. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt có sự lạnh lẽo và hung tàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh đang đứng ngạo nghễ ở đó, hắn thản nhiên nói. Không hổ danh là vũ thần, ngươi là người mạnh nhất dưới cảnh giới linh giả mà ta đã gặp qua. Sau đó thì sao? An Nam Tĩnh hơi nhíu mày, khẽ nói. Sau đó à? Dương Diệp hít sâu một hơi, rồi thu vỏ kiếm cổ vào trong nạp giới, hai tay hắn thoáng động, lập tức có hai móng rồng bao trùm lên hai tay hắn. Cùng lúc đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong chiếc giày rồng dưới chân, chân phải của hắn chợt đạp mạnh xuống một cái, quát. Vạn dặm trong chớp mắt. Ngay khi Dương Diệp vừa nói dứt lời, từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng, không tới một hơi thở bản thể Dương Diệp đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh, hai móng rồng mang theo tiếng xé gió chói tai chộp tới cổ An Nam Tĩnh. Lần này, tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, lập tức tăng lên tới gấp 5 lần. Còn nhanh hơn tốc độ của An Nam Tĩnh lúc trước tới vài phần. Cho nên vị trí cũ của Dương Diệp cùng những vị trí Dương Diệp đi qua đều xuất hiện từng tàn ảnh giống như thực. Vẻ mặt An Nam Tĩnh vẫn bình tĩnh, trong đôi mắt hoàn toàn không dao động. Khi móng rồng ẩn chứa lực lượng khủng khiếp của Dương Diệp sắp tiếp xúc được với cổ nàng, miệng nàng thoáng động, nói nhỏ. Phòng ngự. An Nam Tĩnh vừa nói dứt lời, một tầng sóng như có như không từ trong cơ thể nàng chợt khuếch tán ra. Hai móng Dương Diệp đánh vào lên tầng sóng này. Ngay lập tức, vẻ mặt Dương Diệp biến đổi, bởi vì hai móng của hắn giống như đánh lên lớp đệm bông lên, mềm mại, tất cả lực lượng trên hai móng của hắn lại bị giảm bớt tới 8 phần 10. Trong lòng Dương Diệp nhất thời kinh sợ, hắn đang chuẩn bị lùi về phía sau. Chỉ có điều, thân hình An Nam Tĩnh lại thoáng động, nàng xông tới, cùng lúc đó một nắm đấm nhỏ đã đánh tới, một lần nữa tiếp xúc gần gũi với vùng bụng của hắn. Thân thể Dương Diệp lập tức cong lên giống như hình con tôm và bay ngược ra ngoài. Bịch! Vách đá lại một lần nữa bị chấn động, Dương Diệp rơi xuống đất. Nhìn Dương Diệp vừa rơi xuống đất, An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu nói. Chiến đấu như vậy chẳng có gì thú vị cả. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi hãy lấy ra thực lực mạnh nhất của ngươi, nếu không sinh mạng của ngươi sẽ phải kết thúc ở nơi này. Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Phừng! Từ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên có một ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên. Trong nháy mắt Dương Diệp biến thành một người lửa, trong ngọn lửa cổ tay của Dương Diệp thoáng động, vỏ kiếm cổ nhanh chóng hiện ra. Hắn nắm chặt lấy vỏ kiếm cổ. Một tiếng động nhỏ vang lên, trang phục trên cánh tay bên phải Dương Diệp lập tức rách ra, sau đó bị U Minh quỷ hỏa thiêu đốt thành hư vô.
từng sợi gân xanh to như ngón tay dần dần xuất hiện trên cả cánh tay của Dương Diệp, bàn tay cầm vỏ kiếm cố giống như cũng bị thiêu đốt. Dương Diệp chậm rãi đi về phía An Nam Tĩnh, nói. Không thể không nói, ta phải cảm ơn người, bởi vì người đã khiến cho ta hiểu được một đạo lý, đó chính là con người vĩnh viễn không thể tự mãn cùng kiêu ngạo, bởi vì khi ngươi cho rằng mình rất mạnh mẽ, nhưng thật ra lại có người còn mạnh hơn cả ngươi. Từ nãy đến giờ, có thể nói là hắn vẫn luôn bị đùa giỡn, đúng vậy cho dù rất mất mặt, nhưng đây là sự thực. Tuy nhiên Dương Diệp rất vui mừng. Vì sao à? Giống như hắn đã nói, bởi vì An Nam Tĩnh khiến cho hắn hiểu rõ tâm cảnh trong lòng hắn còn chưa đủ. Con người vừa có thành tích sẽ dễ dàng kiêu ngạo cùng tự mãn, hậu quả của sự kiêu ngạo cùng tự mãn mang đến chính là tự cao tự đại. Dương Diệp hắn kiêu ngạo cùng tự mãn rồi sao? Có, khi nhận được hai loại linh vật thiên địa, lại có được móng rồng và giày rồng còn lĩnh ngộ kiếm ý giết chóc tầng 6 đỉnh phong, kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh, hơn nữa trước đây một mình hắn chiến đấu với bốn đại thiên tài. Cùng với lúc trước chém giết Mạc Khinh Ngữ, điều này khiến cho trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một loại ý nghĩ. Đó chính là, trong thế hệ trẻ, Dương Diệp hắn cơ bản đã xà vô địch. Rồi. Đúng vậy, hắn đế tay lên ngực tự hỏi mình, sâu trong lòng hắn thật ra đã sinh ra loại suy nghĩ này khiến hắn nhận hậu quả chính là tự tin mù quáng, đương nhiên còn có một điều quan trọng nhất cũng là nguy hiểm nhất, đó là một khi con người tự tin mù quáng thì sau này gặp phải cản trở. Rất có khả năng sẽ không gượng dậy nổi, đây cũng chính là cái người bình thường hay nói, tâm đạo bị hủy. Tâm đạo mà bị hủy, vậy người này đương nhiên cũng xong rồi. Trải qua vài lần giao đấu, bị An Nam Tĩnh hoàn toàn đùa giỡn, ngay từ lúc đầu, Dương Diệp hắn cũng khó có thể tiếp nhận được. Đúng vậy, từ lúc xuất đạo đến nay hắn đã bao giờ bị người ta đùa giỡn. Như thế chứ, bởi vậy, hắn khó có thể tiếp nhận lại dễ dàng dẫn tới cực đoan, đúng vậy hắn yếu kém tới cực điểm. Giây phút cuối cùng lúc bị một quyền của An Nam Tĩnh đánh bay lên, hai mắt hắn lập tức đỏ lên, giết chóc, yếu kém tràn ngập trong đầu hắn. May mắn trong bất hạnh là ở giây phút cuối cùng này, kiếm tâm. Thông minh của hắn kịp thời ổn định tiếng lòng của hắn, không để cho hắn hoàn toàn nhập mã hóa. Nếu không, tuy rằng kiếm ý giết chóc có thể tăng cường thực lực của hắn, nhưng đối mặt với An Nam Tĩnh này, hắn bị giết chóc khống chế thì chỉ có hại không có lợi. Đương nhiên. An Nam Tĩnh để cho Dương Diệp nhận biết rõ ràng được chính mình, không có nghĩa là thực lực của Dương Diệp giống như núi lửa phun trào, bạo phát ra. Tâm cảnh nâng cao còn tốt hơn, thực lực nâng cao rất nhiều lần, chỗ tốt kia là tiềm ẩn, là lâu dài. Nhìn Dương Diệp giống như người lửa, An Nam Tĩnh hơi nhíu mày lại, nói. Linh vật thiên địa, không tệ, ta thấy có chút thú vị rồi. Mà vào lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên biến mất. Sau đó lập tức xuất hiện trước mặt An Nam Tĩnh, chân phải cả hắn hơi gập lại, sau đó dẫm mạnh xuống mặt đất. Thân thể lập tức bay lên không trung nửa trượng và hét lên một tiếng, hai tay nắm chặt lấy vỏ kiếm cổ. Vỏ kiếm cổ trong tay Dương Diệp mang theo hình đao lửa chém mạnh từ trên xuống dưới. Kiếm ý giết chóc tầng 6 đỉnh phong cộng thêm U Minh Quỷ Hỏa, còn có lực lượng thân thể của hắn, có thể nói một kiếm này của Dương Diệp là một kiếm cực hạn của hắn, bên trong vỏ kiếm cổ ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Khiến cho vỏ kiếm cổ đi qua nơi nào không khí nơi ấy lập tức bị nghiền nát xé rách, từng tiếng không khí nổ mạnh bắt đầu vang vọng ở nơi đây, không chỉ có như vậy, vỏ kiếm cổ đi qua không gian nơi nào dưới tác dụng của lực lượng kinh khủng kia cùng với U Minh Quỷ kia không gian nơi ấy đã bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng cường đại này càng khiến cho phiến đá xung quanh chỗ An Nam Tĩnh đứng đã bắt đầu vỡ vụn. Mà An Nam Tĩnh ở dưới vỏ kiếm cổ này lại vẫn vô cùng bình tĩnh. Chỉ có điều trong đôi mắt nàng có thêm sự hứng thú cùng kinh ngạc, khi vỏ kiếm cổ này đi tới đầu nàng cách mấy phân, nàng mới hơi hé môi nói. Phòng ngự. Nàng vừa nói dứt lời, từ đầu nàng có một tầng sóng mắt thường có thể thấy được, chợt khuếch tán ra, lập tức va chạm cùng vỏ kiếm cổ của Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp nhất thời biến đổi, trong mắt lóe lên sự ngoan độc, sau đó hắn chợt ấn vỏ kiếm cổ hét lên. Nổ. Hắn vừa nói dứt lời. U Minh Quỷ Hỏa trên vỏ kiếm cổ lập tức vỡ ra, hóa thành một biển lửa bao phủ lấy An Nam Tĩnh vào trong đó. Thân hình Dương Diệp thoáng động, lui về phía sau khoảng mấy trượng, nhìn An Nam Tĩnh này bị U Minh Quỷ Hỏa bao vây xung quanh, trong mắt Dương Diệp không có vẻ vui mừng, chỉ có vẻ nghiêm trọng. Bởi vì hắn tin tưởng, An Nam Tĩnh trước mắt này nhất định sẽ không bị U Minh Quỷ Hỏa đốt cháy thành hư vô như vậy được. Nếu quả thật như vậy, đối phương đã không phải là Vũ Thần, sẽ không phải là An Nam Tĩnh nữa. Quả nhiên,
Trong thời gian không tới 10 hơi thở, biển lửa do U Minh Quỷ Hỏa biến hóa ra đột nhiên tản ra ngoài, lập tức tiêu tan, một ngọn lửa bay trở ra trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, ở đây lại vang lên giọng nói của An Nam Tĩnh. Không hổ danh là linh vật của thiên địa, không ngờ nó tại suýt nữa làm cho ta bị thương, tuy nhiên đáng tiếc là thực lực của ngươi có hạn, vẫn không có cách nào hoàn toàn phát huy hết uy lực của nó, thật đúng là đáng tiếc. An Nam Tĩnh vừa nói dứt lời lại xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Khi nhìn thấy An Nam Tĩnh, đồng tử của Dương Diệp co lại, bởi vì hắn phát hiện, dưới sự thiêu đốt của U Minh Quỷ Hỏa, không ngờ An Nam Tĩnh này hoàn toàn không bị gì cả. An Nam Tĩnh này lại mạnh tới như vậy sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, chỗ da thịt phía sau lưng hắn bắt đầu rung động, xem ra hắn thật sự không thể giữ lại bất cứ thứ gì cả. Vào lúc hắn sắp thi triển kiếm vực cùng cửu U Hàn Phong chuẩn bị dùng hết sức lực đánh một đòn, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Có vài người từ nhỏ đã là độc cô cầu bại, ta chính là người như thế, độc cô cầu bại là tịch mịch, là cô độc, An Nam Tĩnh ta không muốn độc cô cầu bại, cho nên ngươi hiểu ý của ta không? Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng phun ra, thành thật lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không hiểu rõ. Chính là người đừng chết, hiểu chưa? An Nam Tĩnh khẽ nói một tiếng. Dương Diệp nghe vậy lại thấy buồn cười, nói. Người nắm chắc có thể giết chết được ta như vậy sao? Thực lực của nữ nhân trước mắt này rất mạnh, mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, nhưng nếu như đối phương muốn có thể giết chết hắn, hắn vẫn là không tin, mặc dù đối phương không hề ra hết thực lực thật sự nhưng chẳng phải hắn cũng như vậy sao? Kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp đây cũng không phải nói đùa. Dưới cảnh giới linh giả, không có ai không thể giết. An Nam Tĩnh thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, giọng điệu tự nhiên giống như chẳng qua là một câu vô nói cùng tự nhiên không hơn. Vậy thì đến đây thử xem. Dương Diệp giơ vỏ kiếm cổ trong tay lên nói. An Nam Tĩnh chậm rãi lắc đầu, nói. Đối thủ quá ít giết ngươi rồi, khó tránh khỏi ít đi một chút niềm vui, cho nên vì để cho ta có thêm chút niềm vui, ngươi vẫn là nên sống sót đi. Dứt lời An Nam Tĩnh xoay người chậm rãi đi xuống dưới, khi Đờ Di đến chỗ lối vào tầng thứ tư nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Nếu như muốn sống lâu một chút, vậy thì phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nếu không ngày nào đó ta cảm thấy ngươi không đủ tư cách, ngươi sẽ chết hiểu chưa? Dứt lời, An Nam Tĩnh không dừng lại đi xuống tầng thứ tư. Dương Diệp ngẩn người sau đó khẽ cười, Dương Diệp hắn có thể sống chỉ là vì có thể tăng thêm niềm vui cho đối phương. An Nam Tĩnh thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm mà. Bị đối phương khinh thường Dương Diệp cũng không tức giận, dù sao trên Tiềm Long bảng nếu không xảy ra bất ngờ mọi người cuối cùng vẫn phải gặp nhau. Đến lúc đó, không phải hắn chết, chính là đối phương chết. Bởi vì trên Tiềm Long bảng, đó chính là cuộc chiến sống chết, đối phương là tuyệt đối sẽ không chừa cho hắn đường sống, cũng giống vậy hắn cũng sẽ không chừa cho đối phương đường sống. Đúng lúc này, một đường kiếm quang hiện lên. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đã lâu không đi tới chỗ này. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ liếc mắt nhìn xung quanh, trên gương mặt hiện lên vẻ phức tạp. Ngươi đã tới đây rồi sao? Dương Diệp kinh ngạc hỏi. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ hơi gật đầu nói. Năm đó Tiêu Giao Tử đã từng tới đây, cho nên ta đương nhiên cũng đi theo. Năm đó, không phải tổ sư của kiếm tông không thể lên tới chỗ này sao? Dương Diệp không hiểu nói. Lúc mở ra Tiềm Long bảng, hắn quả thật không có lên đây, tuy nhiên không phải bởi vì không thể lên, mà bởi vì hắn xem thường không lên. Kiếm linh của vỏ kiếm cổ khẽ nói. Vì sao? Bởi vì nơi này có lưu lại một phần hồn phách của vũ thần đời thứ nhất, chính xác là ở đây có một loại huyền kỹ truyền thừa của hắn. Lấy tính cách cao ngạo của Tiêu Giao Tử, hắn không lựa chọn trở thành vũ thần, dĩ nhiên cũng sẽ không tới cướp giật huyền kỹ truyền thừa này. Cho nên trước đây hắn đã không lựa chọn lên đây. Sự thực đã chứng minh, người thu được truyền thừa cả vũ thần đời đầu tiên kia cũng không thể chiến thắng được Tiêu Giao Tử. Kiếm linh nói, truyền thừa sao? Dương Diệp nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên nói. Ở nơi nào? Hắn sẽ không cao ngạo như Tiêu Giao Tử. Nếu đã nói là huyền kỹ truyền thừa của vũ thần đời thứ nhất, vậy khẳng định không phải là thứ hàng rác rưởi gì, bây giờ hắn quả thật thiếu nhất chính là huyền kỹ. Ngươi lấy được cũng vô dụng thôi. Kiếm linh lắc đầu, nói. Bởi vì yêu cầu của nội dung huyền kỹ này vô cùng hà khắc đối với người tu luyện,
nội dung thứ nhất cũng chính là nội dung cơ bản nhất, ngươi lại không có, đó chính là phải lĩnh ngộ được ý cảnh tốc độ, ý cảnh lực lượng. Cái gọi là ý cảnh tốc độ cùng ý cảnh lực lượng chính là phải hiểu rõ ràng hàm nghĩa chân chính của tốc độ và lực lượng. Dương Diệp nói, vậy An Nam Tĩnh đã lĩnh ngộ hai loại ý cảnh này rồi sao? Kiếm linh của vỏ kiếm cổ gật đầu nói, sau này người giao đấu cùng nàng nhớ chú ý kỹ phải, bởi vì nàng thật sự rất mạnh. Cho dù là Tiêu Giao Tử năm đó bằng tuổi với nàng cũng chỉ mạnh mẽ hơn nàng một chút mà thôi. Phải biết rằng, trên người nàng đã có 5 loại ý cảnh, trong 5 loại ý cảnh này bất kỳ một loại nào cũng đều không kém kiếm ý giết chóc của ngươi. Ngươi chắc hẳn đã biết rõ ràng lực lượng cùng tốc độ của nàng, ta cảm giác nàng vẫn còn ẩn giấu một loại ý cảnh. 5 loại ý cảnh. Nghe được kiếm linh của vỏ kiếm cổ nói vậy sắc mặt Dương Diệp không khỏi nghiêm trọng, 5 loại ý cảnh, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Dương Diệp im lặng, một lát, cười gượng và khẽ nói. Xem ra chính mình còn phải cố gắng nhiều. Kiếm linh hơi gật đầu, sau đó nói. Thực lực của ngươi bây giờ vẫn còn có hơi yếu, đặc biệt về mặt kiếm kỹ cho dù uy lực của kiếm trận kia cùng U Minh quỷ hỏa này không tầm thường, truy hồn kiếm quyết kia cũng còn có thể. Nhưng khi đối mặt với cường giả chân chính ví dụ như An Nam Tĩnh cùng Ma Kha, kiếm trận này cộng thêm U Minh quỷ hỏa của người tất nhiên không thể có hiệu quả. Dương Diệp tán thành gật đầu, kiếm linh nói không sai, kiếm trận cùng truy hồn kiếm quyết cộng thêm U Minh quỷ hỏa rất mạnh, nhưng trước sau vẫn không có cách nào tạo thành uy hiếp thật sự đối với loại cường giả như Ma Kha cùng An Nam Tĩnh, điều này khiến cho hắn mỗi lần đối địch cơ bản chỉ biết mạnh mẽ chém giết, nghĩ tới đây Dương Diệp lại hơi bất đắc dĩ lắc đầu. U Minh quỷ hỏa của người rất mạnh, lúc trước sở dĩ nó không có hiệu quả với An Nam Tĩnh này, không phải là bởi vì nguyên nhân đó chứ. Kiếm linh chậm rãi nói, nguyên nhân chủ yếu là ở ngươi, bởi vì ngươi cũng không sử dụng đúng U Minh quỷ hỏa này, hơn nữa bản thân kiếm trận cùng kiếm kỹ của ngươi cũng có chỗ thiếu hụt rất quan trọng, nói chung U Minh quỷ hỏa ở trong tay ngươi thật sự là phung phí của trời. Dương Diệp nghe vậy thì khóe miệng khẽ giật, người này nói chuyện không thể hàm xúc hơn một chút sao. Tuy nhiên, hắn không thể không thừa nhận kiếm linh nói rất si có đạo lý, bởi vì hình như từ trước tới nay hắn chưa từng nghiên cứu qua U Minh quỷ hỏa trong tay hắn, mỗi lần dùng để đối địch, hắn chỉ đơn thuần là phóng hỏa. Vậy, còn có thủ pháp khống chế đặc biệt gì đối với U Minh quỷ hỏa này không? Dương Diệp khiêm tốn thỉnh giáo. Kiếm linh không nói, chẳng qua là vẫy tay một cái, U Minh quỷ hỏa này lập tức bay vào trong lòng bàn tay nàng, hai tay kiếm linh kéo một cái. U Minh quỷ hỏa này lập tức bị kéo thành một đường thẳng, hai tay xoa một cái U Minh quỷ hỏa lập tức bị vò thành quả cầu lửa, hai tay giơ tay lên trong phút chốc một con rồng lửa thân dài một trượng xuất hiện trước mắt Dương Diệp, hai tay lại thoáng động rồng lửa thay đổi thành một con phượng hoàng lửa. Ánh mắt Dương Diệp nhìn chăm chú, U Minh quỷ hỏa này ở trên tay kiếm linh lại giống như vật sống vậy, vô số loại hình dạng không ngừng xuất hiện rất sống động, Dương Diệp nhìn đến hoa cả mắt. Một lát sau, kiếm linh bấm tay bắn ra. U Minh quỷ hỏa trở lại trước mặt Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp vẫn còn đang khiếp sợ kiếm linh nói. Đây là cách khống chế lửa, bây giờ U Minh quỷ hỏa ở trong tay ngươi lại giống như một cục sắt, nếu như biết dùng nó sẽ biến thành một thanh kiếm sắc bén, trở thành vũ khí giết địch sắc bén. Nhưng nếu như không biết dùng, vậy nó chỉ là cục khối sắt, chỉ có thể dùng để đập người. Dương Diệp đang chuẩn bị nói, kiếm linh kia lại nói. Mượn kiếm dùng một lát. Dương Diệp sửng sốt, sau đó cổ tay thoáng động, thanh kiếm xương rồng xuất hiện trước mặt kiếm linh. Nắm thanh kiếm xương rồng này kiếm linh khẽ lắc đầu, nói. Vậy mà lại sử dụng như rác rưởi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng sử dụng thanh kiếm xương rồng này làm kiếm thì có thể ngăn cản liệt thiên thương kia? Vậy ngươi tặng ta một thanh đi. Dương Diệp vội vàng nói. Ta không có. Kiếm linh nói. Tuy nhiên ta biết một nơi có một thanh kiếm. Cho dù kém hơn thiên vấn của Tiêu Giao Tử rất nhiều, nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng được. Nó ở đâu vậy? Ánh mắt Dương Diệp nhất thời sáng lên, hắn vẫn luôn muốn tìm một thanh kiếm vừa thích hợp với mình tại vừa tốt, nhưng đáng tiếc cho tới nay hắn vẫn chưa từng thấy qua. Thanh kiếm thanh tử trước đây ngược lại không tệ, nhưng lại bị kiếm tông thu về, chuyện này khiến cho hắn vẫn buồn bực mất một thời gian. Ở Nam Vực, kiếm linh thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ qua đó lấy về. Bây giờ ngươi nhìn kỹ đây. Kiếm linh vừa nói dứt lời, nàng lại nắm vỏ kiếm cổ trong tay nhẹ nhàng rạch một đường,
lập tức có một luồng kiếm khí giống như sợi tơ màu trắng từ trong thanh kiếm xương rồng bắn ra, cùng lúc đó trên vách đá cách đó mười mấy trượng xuất hiện một lỗ lớn như lỗ kim. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp đột nhiên trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì đạo kiếm khí này thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức mắt thường gần như cũng nhìn không thấy. Đúng lúc này, kiếm linh kia lại vung tay lên, u minh quỷ hỏa bám trên thanh kiếm xương rồng trong tay nàng, kiếm trong tay lại vung lên, kiếm khí như sợi tơ bắn ra, khác nhau là lần này bắn ra còn có cả u minh quỷ hỏa nữa. Điều càng khiến cho Dương Diệp kinh ngạc là u minh quỷ hỏa này tự nhiên cũng biến thành sợi tơ bám lên trên thân kiếm khí kia. Bù! Kiếm khí đó đánh lên vách đá kia, một tiếng động khẽ vang lên. Ngay lập tức, vách đá khoảng trăm trượng gần đó đều trực tiếp nứt ra, chỉ là chẳng bao lâu, vách đá này đã khôi phục lại, Dương Diệp nhìn cảnh tượng như vậy thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây là lực quy tắc. Kiếm linh giải thích, đồ vật bên trong này có thể phá hủy. Nhưng phá hủy đến một trình độ nhất định, lực quy tắc ở đây sẽ có hiệu lực, sau đó chữa trị đồ bị phá hỏng. Lúc này Dương Diệp cũng mặc kệ lực quy tắc gì đó, bây giờ hắn chỉ muốn biết kiếm linh trước mắt này cuối cùng đã làm thế nào mà khiến cho kiếm khí nhỏ như vậy, hơn nữa uy lực hiện ra lại tăng thêm mấy lần, không chỉ có như vậy, ngay cả u minh quỷ hỏa này cũng như thế, đúng vậy hắn có thể cảm giác được rõ ràng, uy lực của u minh quỷ hỏa này cũng đã tăng lên rất nhiều. Hai thứ kết hợp với nhau. Uy lực kia hoàn toàn vượt qua truy hồn kiếm quyết và kiếm trận của hắn. Đây là tên kiếm kỹ, kiếm khí như tơ, do kiếm hoàng đời thứ 6 tạo ra. Kiếm linh chậm rãi nói. Cái gọi là kiếm khí như tơ chính là nén kiếm khí xuống liên tục, giống như lúc đúc kiếm vậy, không ngừng đè nén khối sắt xuống, càng nén thì khối sắt sẽ có chất lượng càng lớn. Kiếm khí như tơ này chính là nguyên lý, còn u minh quỷ hỏa cũng như vậy. Người càng sử dụng thành thục thì uy lực của nó sẽ càng lớn. Kiếm khí như tơ. Trong mắt Dương Diệp lộ ra vẻ hưng phấn, nói. Nó đạt phẩm cấp thế nào vậy? Kiếm linh trầm ngâm một chút, nói. Thiên cấp trung phẩm, có điều uy lực của nó tuyệt đối không kém hơn thiên cấp thượng phẩm hiện tại. Thôi được rồi, bây giờ ngươi hãy dạy nó cho ta đi. Dương Diệp đã có chút không chờ được nữa. Kiếm kỹ vẫn luôn là điểm yếu của hắn. Không phải thiên phú tu luyện của hắn không được, mà là hắn không có kiếm kỹ tốt. Cho dù đi cướp cũng không cướp được, trừ phi đi cướp của những tông môn lớn kia, mà với thực lực của hắn bây giờ lại đi cướp của mấy tông môn lớn đó thì tương đương với chui đầu vào chỗ chết. Kiếm linh khẽ cúi đầu, nói. Ngươi nhắm mắt lại, ta truyền thụ kiếm quyết này cho ngươi. Dương Diệp khép hờ hai mắt lại, rất nhanh một tin tức đã truyền vào trong đầu hắn. Khoảng nửa canh giờ. Dương Diệp mới chậm rãi mở mắt ra, nắm chặt tay lại, long cốt kiếm hiện ra trong tay hắn, nhẹ nhàng vung lên, một đường kiếm khí bắn ra đánh vào mặt đất cách đó không xa, vô số viên đá bắn ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Diệp nhướng mày, sau đó lắc đầu. Dựa theo miêu tả kiếm quyết kiếm khí như tơ kia, hắn đã nén kiếm khí, nhưng có vẻ như không hề đạt được lý tưởng như vậy, bởi vì có vẻ như kiếm khí của hắn không hề thay đổi gì. Dục tốc bất đạt. Kiếm tâm của ngươi thông minh có rất nhiều ưu thế tu luyện kiếm quyết so với người thường, nhưng nhớ kỹ bốc đồng sẽ không làm nên việc. Cho dù là kiếm kỹ gì cũng không thể một lần là xong, cho nên ta chứng minh cho ngươi xem kiếm khí như tơ và u minh quỷ hỏa cho ngươi xem không phải là muốn ngươi khổ tu ngay bây giờ, sau đó luyện thành hai thứ này, dù sao đó cũng là chuyện không thực tế. Mục đích của ta là để ngươi biết rõ một vài khiếm khuyết trong quá trình tu luyện của ngươi, hiểu chưa? Kiếm linh chậm rãi nói. Nghe vậy Dương Diệp sửng sốt, lập tức gật đầu nói. Đã hiểu. Quả thực hắn có hơi vội vàng. Kiếm kỹ là thứ thật sự không thể luyện trong một lần. Bây giờ mục đích chủ yếu của hắn là chăm chỉ tu luyện, để mình mau chóng bước vào cảnh giới linh giả. Còn về kiếm kỹ và u minh quỷ hỏa thì chỉ có thể tạm hoãn đã. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thụ huyền khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, kiếm linh của vỏ thanh kiếm cổ khẽ nghiêng đầu. Tuy người trước mắt này có chút cực đoan nhưng lại biết sửa sai, không bảo thủ. Chung quy thì cũng không tệ lắm, chỉ cần không chạm đến nghịch lý của hắn thì vẫn rất dễ hợp tác. Kiếm quang lóe kên, kiếm linh khôi phục thành bản thể lơ lửng bên cạnh Dương Diệp. Kiếm tông, Điện Thái Thanh. Lúc này hội trường Điện Thái Thanh chỉ có hai người, một người là lão già tóc bạc dắt bên hông một hồ lô rượu, còn lại là một người trung niên nho nhã, đứng đó lộ ra sự yên tĩnh cô quạnh. Một lát người trung niên nho nhã nói. Sư bá,
thật sự phải xông lên tới thiên lộ sao? Lão già tóc bạc gỡ hồ lô rượu xuống hấp ực một ngụm, ánh mắt nhìn về phía chân trời và nói. Mạc gia, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, thế nhưng ngươi nên biết ta đã đạt tới giới hạn của mình rồi. Nếu như không xông lên thì thứ đợi ta chính là cái chết. Xông lên, ta vẫn còn một chút cơ hội sống. Chỉ là nếu như thất bại, kiếm tông ta sẽ vạn kiếp bất phục. Người trung niên nho nhã trầm giọng nói. Chờ thời hạn của ta đến thì kiếm tông cũng vạn kiếp bất phục. Lão già tóc bạc buồn bã nói. Nếu xông lên còn có một chút hy vọng sống, kiếm tông cũng có một chút hy vọng xông, thế nhưng không đi thì nhiều nhất là 3 năm, kiếm tông vẫn sẽ gặp phải thảm họa. Khi đó kiếm tông sẽ thật sự không còn đường sống nữa. Người trung niên nho nhã khẽ thở dài, nói. Mạc gia hổ thẹn, kiếm tông trên tay ta không chỉ không tái hiện được sự huy hoàng mấy trăm năm trước mà còn càng ngày càng đi xuống, Mạc gia thẹn với tổ sư sáng lập ra kiếm tông. Lão già tóc bạc lắc đầu, nói. Không trách được ngươi, năm đó nếu không phải do ta gây họa cho kiếm tông, chọc giận nguyên môn, kiếm tông cũng sẽ không bị bọn họ ngấm ngầm chèn ép cả nghìn năm qua. Đương nhiên ta không hề hối hận chuyện năm đó, điều khiến ta hối hận là tên Dương Diệp kia, thực sự là đáng tiếc. Dương Diệp, người trung niên nho nhã nhỏ giọng nói. Chính là cái người đánh bại kiếm hoàng, mà bây giờ lại xưng là kiếm hoàng kia. Lão già tóc bạc gật đầu, trong mắt lóe lên sự đau thương mất mát, nói. Lúc đầu, để hòa hoãn ân oán giữa Bách Hoa Cung và Nguyên Môn mà ta đã từ bỏ hắn, không thể không nói đây chính là một quyết định ngu xuẩn nhất trong cuộc đời túy đạo nhân ta. Từ bỏ hắn không chỉ khiến tông môn mất đi một thiên tài kiếm đạo siêu cấp mà còn khiến kiếm tông trở thành trò cười của tất cả mọi người ở Nam Vực, danh tiếng tụt dốc không phanh khiến bây giờ trên dưới toàn bộ kiếm tông mang lòng bất mãn với chúng ta. Không thể không nói đây là quyết định sai lầm của ta. Quả thực đáng tiếc, người trung niên nho nhã nói. Nếu hắn là đệ tử của kiếm tông, chỉ cần hắn không chết, cho dù kiếm tông chết cả thì ngày sau dùng uy danh kiếm hoàng của hắn để kêu gọi, nhất định cũng có thể xây dựng lại kiếm tông. Có điều vẫn có thể cứu vãn được, không phải Thanh Thi và hắn. Túy đạo nhân cắt ngang lời người trung niên nho nhã, nói. Tạm thời không cần đến. Nếu ta xông qua thiên lộ, vấn đề kiếm tông đang đối mặt sẽ không còn là vấn đề nữa. Nếu ta không thành công, nếu không thành công thì sự tồn vong của kiếm tông lại phải xem ý trời rồi. Người trung niên nho nhã im lặng một lúc lâu mới nói. Sư bá nắm chắc được bao nhiêu phần? 3 phần. Sắc mặt người trung niên nho nhã lập tức trầm xuống, một lúc sau nói. Đến lúc đó ta mượn lực toàn bộ đệ tử kiếm tông trợ giúp sư bá một tay. Túy đạo nhân im lặng suy nghĩ một lúc mới khẽ gật đầu. Được. Một ngày trôi qua, Dương Diệp ở trong giống như một vòng xoáy, huyền khí trong điên cuồng tràn về phía hắn. Lúc này khí tức tỏa ra từ người Dương Diệp đã mạnh hơn trước không chỉ một bậc, nếu có người ở đây sẽ phát hiện ra không khí quanh người Dương Diệp lúc này méo mó một cách lạ lùng. Khống chế khí tràng. Đây là dấu hiệu của cường giả cảnh giới linh giả, cũng tức là nói lúc này Dương Diệp đã cách cảnh giới linh giả không xa. Thực ra, lúc này Dương Diệp có cảm giác rất bí bách, bởi vì hắn vốn có thể tiến vào cảnh giới linh giả sớm hơn, thế nhưng vòng xoáy này đã hút 8 phần 10 số lượng huyền khí vào cánh cửa kia, cũng tức là nói có không đến 2 phần huyền khí thực sự trở thành của hắn. Có điều vẫn ổn, cho dù chỉ có 2 phần nhưng vẫn nhiều hơn so với toàn bộ của huyền giả cảnh giới vương giả. Ngoài Dương Diệp ra, một vài thiên tài ở tầng thứ 4 cũng xuất hiện dấu hiệu tiến vào cảnh giới linh giả, ví dụ như Ma Kha, Hồn U. Còn có Lạc Tuyết và đám Lạc Hy công tử và Kế Ngôn Thập. Những người này đều là thiên tài trong thiên tài, lại đạt được đến cảnh giới vương giả đỉnh phong. Đặc biệt là hai người Ma Kha và Lạc Tuyết, bọn họ đã đặt nửa chân vào cảnh giới linh giả, kinh khí ở đây lại dồi dào như vậy, bọn họ muốn thăng cấp lên cảnh giới linh giả là chuyện dễ dàng họ. Ở tầng thứ 4, tất cả mọi người đang liều mạng thu huyệt, bởi vì bên nào có người đạt đến cảnh giới linh giả trước, bên còn lại chắc chắn sẽ có kết cục bi thảm. Không ai muốn mình có kết cục bi thảm cả, cho nên mọi người đều rất liều mạng. Mà huyền giả ở tầng thứ 3 và tầng thứ 2, còn cả tầng thứ nhất nữa. Đám huyền giả này căn bản không có ai dám yên tâm tu luyện. Vì sao? Bởi vì bốn phía đều là kẻ địch, kẻ nào tu luyện thì kẻ đó chính là sẽ phải chết. Nếu như trước đó chém giết là vì chiếm chỗ thì bây giờ chém giết là vì thù hận. Đúng vậy, bây giờ huyền giả ở tầng 1. Tầng 2 và tầng 3 đều đã giết đến đỏ mắt rồi.
Bọn họ nhìn người nào cũng là kẻ thù, trong tình cảnh như vậy, bảo bọn họ làm sao yên tĩnh tu luyện được. Có cho bọn họ 10 lá gan bọn họ cũng không dám. Thoải mái nhất là An Nam Tịnh, sau khi An Nam Tịnh xuống khỏi lại đi tới bia Tiềm Long ở trước Tiềm Long Đài, đúng lúc mọi người cho rằng nàng ta muốn khiêu chiến với thiên tài tuyệt thế các đời của đại lục huyền giả thì nàng ta lại chẳng có hành động gì, chỉ lặng lặng đứng như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên chỗ ghi tên của vũ thần đời đầu tiên. Nàng ta cứ đứng ở đó như vậy suốt một ngày. Đương nhiên, không ai dám đi quấy rầy nàng ta. Nói đùa chắc, chỉ cần nàng ta không làm phiền người khác đã coi như cảm ơn trời đất rồi. Ở đâu ra người dám gây chuyện với nàng ta? Chỉ là khi Lạc Tuyết nhìn về phía An Nam Tịnh, trong mắt lại có vẻ nghiêm túc. Thời gian chậm chậm trôi, lại thêm một ngày nữa đi qua. Sáng sớm ngày thứ ba, trong tầng thứ tư, trong cơ thể Lạc Tuyết đột nhiên tuôn ra một khí thế kinh người, những người đeo mặt nạ phía sau lập tức bị khí thế này chấn động đến mức lùi chân lại liên tiếp. Mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc, vậy là thăng cấp rồi sao? Mà đúng lúc này trong cơ thể Ma Kha cũng đột nhiên bộc phát ra một luồng ma khí khủng khiếp, ma khí giống như thực chất, tức thì bao phủ Ma Kha trong đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt vô số huyền giả ma tộc lộ ra vẻ mừng như điên, mà sắc mặt huyền giả nhân loại bên cạnh thì hoàn toàn sầm xuông. Huyền giả nhân loại ở đây đều phải chết. Giọng nói của Ma Kha truyền đến giống như tiếng sấm rền, ầm ầm vang lên ở bên tai tất cả huyền giả nhân loại. An Nam Tịnh nghiêng đầu rừng rưng nhìn thoáng qua Ma Kha với ma khí lượn quanh, sau đó nàng lại nhìn về phía tấm bia đá. Lạc Tuyết ở bên cạnh thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên, hắn nhìn huyền giả nhân loại ở bên cạnh và khẽ lắc đầu một cái. Nhưng đúng lúc này, chuyện bất ngờ lại xảy ra. Đúng lúc Ma Kha nói ra câu nói kia, hai bóng đen xuất hiện một cách lạ lùng ở hai bên trái phải của Ma Kha, hai lưỡi dao sắc bén lóe sáng đột nhiên xuất hiện ở trên cổ Ma Kha với tốc độ nhanh như điện giật, vượt ra ngoài dự đoán của tất cả huyền giả ở đó. Người ra tay không phải ai khác, chính là Trương Liễu và Dạ Vẫn. Khi Dương Diệp ở tầng tư đã bảo bọn họ phải chú ý tới tộc nhân của ba tộc Ma, Minh, Yêu. Đương nhiên ra tay là chủ ý của bọn họ, bởi vì lúc này Dương Diệp không có ở đây, bọn họ căn bản không thể xin chỉ thị của Dương Diệp. Sở dĩ bọn họ ra tay cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Bởi vì bọn họ không ngờ Ma Kha này lại thăng cấp nhanh như vậy. Bây giờ mà bọn họ còn không ra tay thì lát nữa sẽ không còn có một cơ hội nào cả. Cho nên hai người bọn họ do dự một lát rồi trực tiếp ra tay, hơn nữa vừa ra tay đã dốc toàn lực. Người của ma tộc kinh hãi, còn bản thân Ma Kha thì cong lên một nụ cười châm chọc, cũng không thấy hắn ra tay thế nào, chỉ thấy khi hai con dao găm sắp chạm đến cổ của hắn ta, đột nhiên bị đổi hướng, sau đó hai con dao găm liền bắn ngược lại phía hai bóng đen. Sắc mặt Trương Liễu và Dạ Vẫn biến đổi, thân hình khẽ động rồi biến mất, nhưng đúng lúc này Ma Kha lại cười nhạo và nói. Các ngươi còn muốn chạy nữa sao? Ma Kha vừa dứt lời. Không khí ở trong mấy trượng xung quanh hắn đột nhiên vặn vẹo, mà hai người Trương Liễu và Dạ Vẫn vừa mới ẩn mình, chỗ không khí bọn họ ẩn nấp đã bị vặn vẹo tói mức lộ ra vị trí của hát đai người bọn họ. Bụp bụp. Ma Kha tức thì xuất hiện trước mặt hai người, hai quyền đánh thẳng vào bụng của hai người, trong nháy mắt hai người bọn họ bay ra ngoài, nhưng đu kinh lúc hai người sắp đập vào bức tường đá, bóng dáng bọn họ lại biến mất một cách lạ lùng trong không trung, bọn họ lại ẩn nấp lần nữa. Ma Kha nhướng mày. Huyền giả có mặt ở đây đều thấy kinh hãi, đây chính là thực lực của cường giả cảnh giới linh giả sao. Trong chỗ tối, lúc này trong lòng hai người Trương Diệp và Dạ Vẫn đều khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện sau khi Ma Kha lên cảnh giới linh giả đã hoàn toàn không phải kẻ mà bọn họ có thể ám sát được nữa. Đối chiến với Ma Kha, bọn họ chỉ có một ưu thế đó chính là thân pháp, mà bây giờ ưu thế này lại không còn tác dụng ở trước mặt cảnh giới linh giả. Ma Kha lạnh lùng nhìn thoáng qua chỗ Trương Liễu và Dạ Vẫn vừa biến mất, hắn hừ lạnh một tiếng rồi lập tức xoay người nhìn về phía đám huyền giả bên cạnh, sau đó chậm rãi đi về phía đám huyền giả nhân loại kia. Mọi người liều mạng một lần. Hy Lạc công tử trầm giọng nói, ngoài Dương Diệp ra, trong số huyền giả nhân loại đây căn bản không có ai là đối thủ của Ma Kha, hơn nữa lúc này Ma Kha lại bước lên cảnh giới linh giả, cho dù hắn liên thủ với Kế Ngôn Thập thì có lẽ cũng không chống lại nổi đối phương. Tuy hắn có thể khiêu chiến vượt vấp, thế nhưng nếu vậy cũng phải xem người, bản thân Ma Kha trước mắt này chính là yêu nghiệt có thể khiêu chiến vượt cấp rồi, ai còn muốn khiêu chiến vượt cấp với hắn ta?
đó chắc chắn là hiện thực mơ hồ. Nghe hắn nói vậy, đám huyền giả nhân loại đứng dậy, lập tức sử dụng huyền bảo của mình, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, từng luồng huyền khí bên trong huyền giả nhân loại bừng lên. Không biết tự lượng sức mình. Ma Kha hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Giết, không chừa một mống. Ma Kha dứt lời, vô số huyền giả ma tộc ở đó khẽ động mình một cái, bổ nhào về phía huyền giả nhân loại. Mà hồn u và tộc nhân yêu tộc bên cạnh cũng theo sát phía sau. Ma Kha cũng khẽ động mình bắn mạnh về phía Hy Lạc công tử và Kế Ngôn Thập, tốc độ cực kỳ nhanh, hai người kia còn chưa kịp hoàn hồn thì Ma Kha đã tới trước mặt bọn họ, tức thì Minh Thần Thương mang theo một tia sáng chó chém ngang tới, trong lòng hai người kia giật mình kinh hãi, vội vàng đón đỡ. Ầm ầm. Dưới sức mạnh khủng khiếp của Minh Thần Thương, hai người trực tiếp bị bay ra hơn 30 trượng. Một kích đẩy lùi hai người, tất cả huyền giả nhân loại ở đó đều biến sắc, sau khi Ma Kha lên cảnh giới linh giả, thực lực lại mạnh mẽ đến vậy. Dương Diệp không có ở đây, hiện trường còn ai có thể ngăn cản một kích của hắn ta? Cho dù ở đây, nếu Dương Diệp không bước lên cảnh giới linh giả thì có thể ngăn cản hắn ta sao? Mà đúng lúc này, Trường Liễu và Dạ vẫn lại xuất hiện quỷ dị trước sau Ma Kha một lần nữa, hai người nắm bắt tốt thời cơ. Khoảnh khắc Ma Kha vừa mới đẩy lùi hai người Hy Lạc công tử và Kế Ngôn Thập chính là thời điểm thần kinh của Ma Kha buông lỏng nhất, hai người bọn họ lại liên thủ ám sát, cũng như ý bọn họ, hai con dao găm mạnh mẽ cắt ở cổ Ma Kha, nhưng sắc mặt hai người cũng biến đổi mạnh mẽ lần thứ hai, bởi vì hai con dao găm của bọn họ cứ như cắt trên thép cứng, không cách nào găm vào được nửa tấc. Khóe miệng Ma Kha hiện ra sự châm chọc, Minh Thần Thương trong tay hắn chợt quét ngang một cái, hai người Trương Liễu Dạ vẫn kinh hãi. Vội vã dùng dao găm ngăn lại nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài như trước. Lúc này đây, hai người bị thương rất nặng, bởi vì khoảnh khắc bọn họ ngăn cản Minh Thần Thương của Ma Kha, cánh tay của bọn họ đã bị Minh Thần Thương trực tiếp đánh cho xuất hiện vô số vết rách nhỏ. Không biết tự lượng sức mình. Ma Kha hừ lạnh một tiếng, chân phải bước một bước, lao người ra, trong chớp mắt hắn bay tới trước mặt Trương Liễu và Dạ Vẫn, cổ tay hắn thoáng động, Minh Thần Thương mang theo một tia sáng quét ra. Đồng tử của hai người Trương Liễu và Dạ Vẫn co lại. Bởi vì lúc này người bọn họ đang trên không trung, cộng thêm lục phủ ngũ tạng đã bị tổn thương nghiêm trọng, làm gì còn sức lực nào để đỡ được một đòn trời giáng này của Ma Kha nữa. Đúng vào khoảnh khắc nguy cấp này, một chiếc búa khổng lồ xuyên qua không khí lao tới, lập tức đập vào Minh Thần Thương, vang lên một tiếng keng thật lớn, Minh Thần Thương rung lên kịch liệt, thương thế nhất thời được cản lại, hai người Trương Liễu và Dạ Vẫn vui vẻ. Không lãng phí cơ hội lần này, hai người khẽ động mình một cái lùi về sau khoảng cách mấy trượng, sau đó quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Ma Kha xoay người nhìn về phía Hy Lạc công tử, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, không phí một lời nào, cầm Minh Thần Thương trong tay lao về phía Hy Lạc công tử một cái. Minh Thần Thương mang theo một tia sáng lạnh lẽo, chớp mắt Hy Lạc công tử biến sắc, khẽ động mình định tránh cây thương này, nhưng đã có chút chậm trễ, Minh Thần Thương trực tiếp cắm vào vai trái hắn. Sau đó mang theo Hy Lạc công tử ghim trên vách đá. Kế Ngôn Thập ở bên cạnh thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thực lực của Ma Kha trước mắt này thật sự quá đáng sợ, sau khi bước lên cảnh giới linh giả, bốn huyền giả cảnh giới vương giả đỉnh phong như bọn họ lại không phải là đối thủ của đối phương. Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, sắc mặt hắn càng thêm tối tăm, bởi vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã chết hơn 30 người huyền giả nhân loại. Trước mặt hắn có một sự lựa chọn. Chạy trốn hay là chiến đấu? Nếu chiến đấu thì hắn tuyệt đối không có bất cứ cơ hội thắng nào, bởi vì Ma Kha đã đạt đến cảnh giới linh giả, lúc này Ma Kha căn bản sẽ không cho bọn họ một cơ hội. Nếu hắn chạy trốn thì còn có một chút hy vọng sống, chỉ là... Đường đường là nhân loại, đường đường là kiếm tu, đường đường là đệ tử chân truyền của tông môn bát phẩm, Kế Ngôn Thập hắn lại có thể làm ra loại chuyện bỏ rơi bạn đồng hành, một mình bỏ trốn. Ha ha! Kế Ngôn Thập đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Kế Ngôn Thập nhìn về phía Ma Kha, trong mắt tràn ngập sự dữ tợn. Kế Ngôn Thập không nói bất cứ lời nào, đột nhiên phình bụng ra. Mà giờ khắc này, kiếm trong tay cũng đột nhiên phát ra một luồng kiếm quang rực rỡ chói mắt, một khí tức không hề yếu ớt của huyền giả cảnh giới linh giả điên cuồng ầm ầm dâng lên trong cơ thể hắn, đồng thời giống như sóng biển, cuồn cuộn không ngừng. Nhìn thấy cảnh tượng này, huyền giả có mặt đều mừng rỡ. Kế Ngôn Thập sắp bước lên cảnh giới linh giả sao? Ma Kha và Hy Lạc công tử lại biến sắc, bởi vì Kế Ngôn Thập căn bản không phải là sắp bước lên cảnh giới linh giả,
mà là muốn tự nổ. Lui! Trương mắt Ma Kha có vẻ nghiêm trọng, dặn dò đám huyền giả ma tộc, một tên huyền giả đỉnh cao cảnh giới vương giả, hơn nữa còn là một kiếm thu tự nổ, uy lực như vậy cho dù đám người ma tộc có ngăn cản được thì nhất định cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đương nhiên hắn ta có nghĩ tới ngăn cản, thế nhưng đáng tiếc đã không còn kịp nữa, bởi vì Kế Ngôn Thập đã xúc huyền khí trong cơ thể đến một trình độ nhất định, bây giờ điều hắn ta nên làm chính là kéo xa khoảng cách với Kế Ngôn Thập, sau đó ngăn cản hậu quả khủng khiếp do vụ tự nổ này của Kế Ngôn Thập thay cho huyền giả ma tộc. Lạc Hy công tử bên cạnh mở miệng, muốn ngăn cản Kế Ngôn Thập nhưng lại không nói ra được lời nào. Bởi vì hắn biết có nói ra cũng vô ích, nếu không phải là thời khắc vạn bất đắc dĩ, Kế Ngôn Thập chắc chắn sẽ không tự chọn tự nổ, nếu tự nổ, hồn bay phách tán, có ai lại muốn chứ? Thế nhưng vào khoảnh khắc này, nếu Kế Ngôn Thập không tự nổ, vậy thì bọn họ không còn cơ hội nào nữa, tất cả đều sẽ bị Ma Kha tàn sát. Hắn tự nổ còn có thể kéo đối phương chôn cùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.